Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 68. Má nó. Bốn con gấu trắng này không hề đơn giản, hơn nữa còn có vẻ rất hung dữ, chúng đã nhắm vào bọn họ một hồi lâu rồi, bấy giờ Tần Lâm mới nhận ra cô gái kia không phải sợ mình, mà là sợ bốn con gấu trắng. Tần Lâm chưa bao giờ nhìn thấy loại gấu trắng này, nhưng chắc chắn là chúng mạnh hơn nhiều so với gấu đen ở dãy núi Đại Hưng An, thân thể của chúng toàn là cơ bắp. Da thịt dày mỡ, muốn phá vỡ được phòng ngự của chúng cũng là điều vô cùng khó khăn. Gấu trắng có thể sống sót mạnh mẽ trên ngọn núi lớn phủ đầy tuyết thế này, nhất định không thể thua kém thú hoang bình thường được. Tần Lâm cũng nhìn thấy được dục vọng trong mắt chúng, như thể chúng muốn biến anh và cô gái áo da thú kia thành bữa tối vậy. Một con gấu trắng to lớn như vậy, cho dù có là cao thủ bình thường thì cũng không thể đánh bại được chúng, thậm chí còn có thể bị chúng giết cũng nên. Có rất nhiều lực lượng hùng mạnh trong tự nhiên, những con gấu trắng này chính là sự tồn tại phổ biến nhất, nhưng cho dù như vậy thì Tần Lâm cũng chưa chắc có thể đánh lại chúng. Dù gì đây cũng là một trận đấu ở sân khách, nơi này là địa bàn của chúng, đương nhiên chúng sẽ không cho anh có bất kỳ cơ hội nào. Những con gấu trắng này chẳng khác gì một đám quỷ đói, ở mảnh đất cằn cỗi này không dễ gì để kiếm được thức ăn, vậy mà bây giờ bọn họ lại đụng chúng đám gấu này, có vẻ khó nhằn rồi đây. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, cô gái áo da thú đã không quên nhắc nhở anh, tính ra vẫn còn chút lương tâm đấy. Mặc dù tính khí có hơi thất thường, nhưng cô cũng không định thực sự giết anh, có vẻ cô cũng là người tốt, nhưng chim tuyết mà anh phải mất 5 tiếng để đuổi theo, vậy mà bị người khác lấy mất thì ai mà không bực chứ. Nhưng may là Tần Lâm mạnh hơn cô, nếu không thì cũng chưa biết ai thắng ai đâu, cho dù không giết nhưng nhất định cũng sẽ cho anh một bài học. Nhưng dù sao cô cũng đã cứu anh một mạng, nếu như Tần Lâm không phản ứng kịp tình hình vừa rồi, cho dù không bị gấu trắng giết chết thì vẫn sẽ bị thương. Tần Lâm và cô gái áo da thú cùng lùi lại về sau, nhưng bốn con gấu trắng dường như đã tìm được thời cơ thích hợp để giết bọn họ rồi. Cẩn thận một chút, không dễ nhằn đâu. Tần Lâm trầm giọng nói, cẩn thận nhìn chằm chằm vào chúng cũng có thể thấy được Tần Lâm không hề tầm thường. Dù gì chúng cũng đã thấy được cảnh tượng giữa Tần Lâm và cô gái áo da thú kia, tuy những con gấu trắng này không biết nói, nhưng trí thông minh của chúng tuyệt đối cũng không hề thua kém con người. Mấy con gấu trắng nhìn nhau rồi gầm lên, như thể chúng đang chuẩn bị tấn công Tần Lâm và cô gái áo da thú kia. Người có tiếng người, động vật có tiếng của động vật, mặc dù không hiểu chúng đang nói gì, nhưng chúng cũng phải có cách giao tiếp riêng của mình, lúc này chúng mới thật sự ra tay. Dù gì bốn con gấu trắng cũng có sức mạnh khá đáng sợ, ánh mắt của Tần Lâm càng trở nên nghiêm trọng, một con gấu trắng thế này nhất định có thể đánh bại được vài con gấu đen, bắp thịt cuồn cuộn, một đòn đánh của nó chắc cũng nặng vài nghìn ký, đó căn bản không phải là thứ mà con người có thể chịu được. Ánh mắt Tần Lâm đanh lại để quan sát, anh không có đường lui nữa rồi, trời cũng đã tối dần, so với đám dã thú này thì con người chắc chắn sẽ phải chịu thiệt khi chiến đấu với chúng trong rừng rậm, hơn nữa hầu hết đều là động vật về đêm. Bốn cặp mắt trắng dã sáng chói lấp lánh trong đêm đen khiến cho cô gái áo da thú đầy hoảng sợ và tràn đầy tuyệt vọng. Có thể thấy được cô đang run lẩy bẩy, đám gấu trắng này tuyệt đối không dễ nhằn. Đợi một lát nữa thì chạy mau, chia thành hai hướng, chúng ta không có lựa chọn nào khác đâu, đám gấu trắng này chính là chúa tể của nơi đây, chúng đã sống ở đây từ rất lâu rồi, chính là loài gấu tuyết độc nhất ở Côn Luân, cho dù có là cao thủ thất mạch thì khi ở trước mặt chúng cũng không đủ sức đánh trả đâu. Cô gái thì thào, rõ ràng là cô không muốn cho chúng nghe thấy. Tần Lâm khẽ gật đầu một cái, cao thủ thất mạch chưa chắc có thể là đối thủ của chúng, chẳng trách ngay từ đầu cô gái đã lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, thậm chí còn không muốn liều mạng đánh chúng. Bởi vì có đánh cũng không lại, thậm chí còn làm bản thân Lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng nếu bỏ chạy thì ắt sẽ có cơ hội sống sót. Gặp phải những con gấu tuyết này thì kết quả sẽ rất thê thảm. Lòng Tần Lâm thoáng run. Chẳng trách Lâm sư huynh lại không để bọn họ một mình tiến vào dãy núi này, xem ra ngoài nguy hiểm tự nhiên thì đám gấu tuyết này cũng vô cùng đáng sợ, nếu như gặp phải một đám người thì không sao, chứ một hai người thì sẽ bị đánh tơi tả mất. Không, chỉ có thể bị ăn mất mới đúng. Cô gái áo da thú đã sẵn sàng để bỏ chạy, 36 kế, chạy là thượng sách. Tần Lâm cũng muốn chạy, nhưng anh lại nghĩ chuyện này không đơn giản như thế, đám gấu này dường như đã chặn hết đường ra của bọn họ. Hơn nữa lại còn liên tục ép sát, điều này càng làm tăng thêm cơ hội cho chúng, rừng rậm âm u như thế này, quả thực rất khó để bọn họ thoát khỏi được đám gấu kia. Grau,
Sau một vài tiếng gầm gừ, gấu tuyết bắt đầu tấn công, bởi vì chúng không thể đợi thêm được nữa, bữa tối ngon lành đã ở trước mắt thì sao mà không vội vàng được chứ. Lúc này Tần Lâm và cô gái áo da thú chia thành hai hướng, bọn họ muốn bỏ chạy, đây chính là hy vọng duy nhất. Tốc độ của Tần Lâm vô cùng nhanh, nhưng hai con gấu tuyết kia cũng không để anh thất vọng, chúng kiên quyết đuổi theo anh, những cú đấm nặng nề lộn xộn mà chúng đánh ra thật khiến cho Tần Lâm không dám xem thường. Trở lại vấn đề cơ bản, sức mạnh là vô hạn. Chiêu thức của chúng đơn giản nhưng lại rất thực dụng, chính là giết chết con mồi trong thời gian ngắn nhất, đây mới là mục đích của chúng. Không giống loài người hay chơi mấy chiêu màu mè, chúng chỉ cần đánh chết đối thủ là đủ rồi. Hai con gấu tuyết đuổi theo anh, còn hai con còn lại đương nhiên là sẽ đuổi theo cô gái áo da thú. Tần Lâm hết sức thận trọng, lấy lùi làm tiến, nhưng hai con gấu tuyết lại không có tâm địa gian xảo như vậy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là giết chết rồi ăn thịt anh. Những chiếc chân gấu liên tục đánh về phía anh, sắc mặt Tần Lâm lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị, có thể nói là nguy hiểm muôn trùng. Lúc này Tần Lâm chỉ có thể né hết mức có thể mà thôi, dù gì sức mạnh của hai con gấu tuyết này còn có thể so sánh được với cao thủ thất mạch. Mặc dù Tần Lâm đã tránh né mấy lần, nhưng mỗi lần chân gấu vỗ vào cây lớn lại khiến bông tuyết và cành cây rơi đầy trên mặt đất, điều này khiến cho Tần Lâm cảm thấy rất khó chịu. Nhất thời hai bên đều lâm vào tình thế bế tắc, Tần Lâm không ngờ hai con gấu tuyết này lại lợi hại như vậy, tuy không đánh chúng anh nhưng lại gây cho anh rất nhiều phiền phức. Thậm chí có một vài cái cây đã bị chúng đánh gãy trực tiếp, thật là kinh hãi. Tần Lâm nhìn không chớp mắt, anh không ngừng thận trọng né tránh, cũng may tốc độ của chúng không nhanh như anh tưởng tượng, nếu không hôm nay anh thật sự sẽ phải chôn thân tại đây rồi. Sức mạnh, khí thế, cùng với địa hình quen thuộc, chỉ có một điểm duy nhất chúng không chiếm ưu thế, đó chính là tốc độ. Tần Lâm có thể lợi dụng điểm này để không bị hai con gấu tuyết kia bắt được, một khi bị bắt được thì kết quả sẽ hết sức thảm hại. Chỉ một đòn của chúng cũng đủ làm anh tan xác. Trái tim Tần Lâm bình lặng như nước, nung nóng ý chí chiến đấu, lúc này anh không ngừng đi xuyên qua khu rừng, thấy cành cây dưới chân càng ngày càng nhiều, lớp tuyết tích tụ càng lúc càng dày, anh muốn tăng tốc nhanh hơn, song lại vô cùng chậm chạp, nhưng với con gấu tuyết thì đống tuyết dày này chẳng khác gì đi trên mặt đất bằng phẳng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây chính là sự chênh lệch. Tần Lâm dần dần ổn định được hai con gấu tuyết, lúc này anh cũng có thể lựa chọn nhanh chóng rời đi, mặc dù không biết đấu đến cùng với hai con gấu tuyết này thì sẽ thắng hay thua, nhưng anh không muốn chết ở chỗ này, an toàn là trên hết, chiến đấu với hai con gấu tuyết, lại còn ở trên địa bàn của chúng nó nữa, cho dù Tần Lâm có đầy đủ hỗ trợ thì cũng sẽ không so kè với bọn chúng ở đây. Thế nhưng, điều khiến anh bất lực là, ở bên nọ, cô gái mặc áo da thú kia đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hoàn toàn không thể ngăn cản sự tấn công của hai con gấu tuyết, thậm chí phần da thú trên người cô ấy cũng đã bị hai con gấu tuyết xé rách, trông vô cùng nhếch nhác, làn da trắng như tuyết lộ ra một mảng lớn, còn có những vết máu đỏ tươi trông vô cùng đáng sợ. Trên khuôn mặt cô gái áo da thú tràn đầy vẻ hoảng loạn, càng lúc càng bị động. Cứ tiếp tục như vậy, cô ấy chỉ có thể chống đỡ được không quá nửa tiếng đồng hồ nữa, sẽ trở thành thức ăn của hai con gấu tuyết này. Lúc này, Tần Lâm có chút không nhẫn tâm bỏ cô gái này ở lại mà một mình rời đi, dù sao thì cô gái này trong giờ khắc quan trọng đã cứu anh một lần, lúc trước khi con gấu tuyết sắp vồ đến, may mà cô ấy hô lên một tiếng, Tần Lâm mới có thể nhận ra và nhảy sang tránh đòn. Thấy cô gái sắp bị con gấu tuyết đè lên thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng. Lúc này, Tần Lâm hơi do dự, đứng trước sống chết, Tần Lâm chung quy vẫn không thể lựa chọn trốn chạy một mình. Hai cánh tay Tần Lâm đan chéo chặn đòn tấn công của gấu tuyết, nhưng trường này cũng khiến Tần Lâm phải lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, dấu tay gấu cực lớn, sức mạnh kinh hồn, Tần Lâm cảm thấy cánh tay mình đã hơi tê tê rồi. Khi quay người, anh nhân cơ hội trốn chạy và lao đến bên cạnh cô gái mặc áo da thú, lúc đó khuôn mặt cô gái tràn đầy vẻ ngạc nhiên lẫn cảm kích. Trong giây phút tuyệt vọng khi cận kề cái chết, không ngờ người đàn ông này lại không vứt bỏ mình ở lại. Cô ấy thậm chí đã nghĩ bản thân không còn hy vọng gì nữa, bởi vì cô ấy không phải là đối thủ của hai con gấu tuyết này, hơn nữa cũng không có cách nào chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Thấy Tần Lâm đã chạy ra khỏi vòng vây của hai con gấu, lúc này chỉ có kẻ ngu mới quay lại mà thôi. Huống hồ, hai người đã từng giao chiến trước đó, đừng nói đến chuyện giúp đỡ, Tần Lâm không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng là may lắm rồi.
Thế nhưng, cô gái đã coi thường cách đối nhân xử thế của Tần Lâm, vào giây phút quan trọng, Tần Lâm không nói một lời mà lập tức xuất hiện trước mặt cô, kéo cô tránh đi, trưởng kia đánh trúng vào một tảng đá cực lớn, khiến tảng đá đó ngay lập tức bị đánh thành 4-5 mảnh, cô gái thấy vậy sốc đến độ toàn thân đổ mồ hôi hột. Cảm ơn. Cô gái mặc áo da thú nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Hiện giờ nói những lời này còn quá sớm, nên rời khỏi đây trước rồi nói. Tần Lâm trầm giọng nói, vừa dứt lời, quả nhiên 4 con gấu tuyết lại xông đến lần nữa, miệng không ngừng gầm gừ uy hiếp. Tần Lâm và cô gái áo da thú quay lưng vào nhau, tấn công hai bên, nhưng bất lực thay, bọn họ vẫn không cách nào đột phá vòng vây. Sức mạnh và sức bền của bọn họ quả thật không thể so sánh với mấy con gấu tuyết này, nếu như cứ mãi chiến đấu ở đây, thì chắc chắn bọn họ sẽ là bên ngã xuống trước. Đứng trước tự nhiên, đứng trước dã thú, con người quả thật vô cùng nhỏ bé, bất kỳ con vật nào đều có thể độc lập sinh tồn ở tự nhiên, duy chỉ có loài người mới là sinh vật yếu đuối nhất. Ngay cả người đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, sở hữu sức mạnh của cao thủ thất mạch như Tần Lâm cũng rất khó đánh lui được 4 con gấu tuyết này. Cô gái áo da thú thấy vậy thì không ngừng gào thét. Trong trận chiến này, bọn họ ngày càng rơi vào thế bị động, cuối cùng chỉ có thể bị tiêu diệt tàn nhẫn. Cô gái áo da thú cảm thấy cực kỳ áy náy, vốn dĩ nếu Tần Lâm muốn rời đi thì hai con gấu tuyết kia có lẽ không thể ngăn cản được, giờ bản thân cô kéo anh xuống nước cùng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi, hơn nữa, bọn họ đã không có cơ hội lựa chọn nữa. Chúng ta sẽ không chết ở đây thật chứ? Cô gái lẩm bẩm. Nhưng cô lại không thể thay đổi tình hình hiện tại, cái chết đang từng bước đến gần bọn họ, phạm vi di chuyển của bọn họ đang dần thu hẹp. 4 phía đông, tây, nam, bắc đều bị 4 con gấu tuyết vây quanh kín mít, bọn chúng con nào con nấy đều nóng lòng muốn xông đến, bởi vì bữa tối sắp rơi vào mâm rồi, tối nay bọn chúng có thể ăn no ngủ kỹ rồi. Ở vùng đất cằn cỗi này, băng tuyết phủ kín khu rừng rộng lớn, việc kiếm tìm thức ăn là vô cùng khó khăn, ngay cả khi bạn là vua của núi rừng này. Bao nhiêu năm qua, động vật duy nhất có thể sinh tồn cùng với đám gấu tuyết này đều là những con vật bọn chúng không thể bắt được, vì vậy mỗi lần tìm kiếm thức ăn đều vô cùng khó khăn. Hai kẻ loài người trước mặt này chính là món ngon yêu thích nhất của bọn chúng. So với những con thú có bộ da dày xù xì kia, thì con người chính là thức ăn khiến bọn chúng thỏa mãn nhất. Nhìn thấy miếng thịt béo bở trước mắt, bọn chúng càng thêm hưng phấn, bắt đầu đợt tấn công cuối cùng. Mỗi cú vả xuống đều mang sức mạnh như muốn hủy diệt trời đất, những cây cổ thụ gai góc, có tuổi thọ trăm năm xung quanh căn bản không thể trụ lại trước sức mạnh to lớn đó, nếu một cú không đủ thì thêm vài cú nữa chắc chắn sẽ sụp đổ. Tần Lâm và cô gái áo da thú chỉ có thể chạy trốn túi bụi, ăn đánh một cách bị động, niềm hy vọng ngày càng xa vời với bọn họ. Hay là anh chạy trước đi, mặc kệ tôi. Cô gái áo da thú nghiến răng nói. Có thể chạy được người nào hay người đó. Nếu không có cô thì Tần Lâm chắc chắn đã chạy thoát rồi. Nói linh tinh gì vậy, tôi là đàn ông sao có thể bỏ lại phụ nữ mà chạy trốn chứ? Tần Lâm nhíu mày, trầm giọng nói, lúc này cô gái áo da thú trong lòng tràn đầy ngạc nhiên cùng ấm áp. Nhưng dù thế nào, e rằng bọn họ đều không thể thoát khỏi thảm cảnh này. Đến lúc thể hiện rồi, còn bà nó, tưởng Tần Lâm tôi dễ bắt nạt lắm à? Tần Lâm lạnh lùng cười một tiếng. Búng tay một cái, thất tinh long uyên lập tức hiện trong lòng bàn tay, thanh kiếm sắc bén trực tiếp chĩa vào đám gấu tuyết. Rầm, một âm thanh chấn động chói tai vang lên bên tai cô gái, một cảnh tượng xoay chuyển tình thế ngoại mục diễn ra trước mắt cô, không ngờ Tần Lâm vẫn còn một chiêu này. Thanh kiếm sắc bén, khí thế bức người. Sắc mặt cô gái không khỏi thay đổi, thanh kiếm sắc bén chém đá như chém bùn, nếu vừa rồi Tần Lâm lấy ra thanh kiếm này. Thì có lẽ cô ấy đã không thể trụ nổi 10 chiêu trước Tần Lâm. Mạnh quá! Cô gái áo da thú cũng vô cùng hiểu biết, thanh kiếm trong tay Tần Lâm vô cùng đáng sợ, thực lực của anh cũng không thể coi thường. Thanh kiếm bén nhọn vung lên, khí thế sùng sục, đối mặt với thanh kiếm dài của Tần Lâm, 4 con gấu tuyết dường như cũng nhận ra được nguy hiểm, nhưng kiếm của Tần Lâm quá nhanh, một kiếm chém xuống có thể trực tiếp chặt đứt cây gỗ ngàn năm. Thậm chí những tảng đá xung quanh cũng không thể thoát khỏi lưỡi kiếm của anh mà bị chém vỡ đôi. Cho dù là những con gấu tuyết da thịt dày này cũng không dám đối đầu với nó. Tần Lâm tung đòn tấn công mạnh mẽ ép sát 4 con gấu tuyết, lúc này, anh giống như uống một ngụm tăng lực, sức chiến đấu mạnh mẽ như rồng. Cuộc chiến đấu giữa hai bên diễn ra vô cùng gay gắt và chấn động,
Mặc dù bốn con gấu tuyết có chút e sợ Thất Tinh Long Uyên của Tần Lâm, nhưng bọn chúng cũng không phải dạng vừa, lúc này bọn chúng cũng biết trốn tránh sẽ không chiếm được ưu thế, hiểu được đạo lý địch tiến mình lui, thực sự quá thông minh. Bọn chúng quay sang tấn công vào điểm yếu của Tần Lâm, đối đầu với bóng kiếm sắc bén tung bay ngập trời, cuộc chiến giữa hai bên cũng rơi vào bế tắc. Cô đi trước đi, mặc kệ tôi, Tần Lâm trầm giọng nói, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, cầm thanh kiếm trong tay mới có thể tạm thời ổn định tình hình, nếu không hai người bọn họ đã rơi vào tình thế tuyệt vọng rồi. Không được, có đi thì cũng phải cùng đi. Cô gái áo da thú trầm giọng nói, hiện giờ cô ấy cũng đã không còn sợ hãi nữa, cầm trường đao trong tay sánh vai cùng Tần Lâm chiến đấu với đám gấu tuyết. Nếu bây giờ cô bỏ mặc Tần Lâm ở lại mà rời đi một mình thì chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng bất an, nếu Tần Lâm có mệnh hệ gì thì đời này cô ấy sẽ không thể tha thứ cho mình. Mặc dù bọn họ đều là hai người xa lạ, nhưng trong giây phút sống còn, họ vẫn chiến đấu vì đối phương. Trong lòng cô gái bây giờ đã sớm quên hận thù trước đó, đối mặt với kẻ địch, với dã thú hung ác, bọn họ chắc chắn sẽ cùng tiến cùng lui. Đây là điều ông nội đã dạy cô, cũng là điều cô không bao giờ quên được, làm người nên biết đền ơn đáp nghĩa. Nhưng Tần Lâm lại vô cùng buồn phiền, nếu hiện giờ cô ấy đi thì bản thân anh chắc chắn sẽ có cách thoát thân, nhưng nếu cô ấy không đi thì tuy rằng có thể giúp đỡ nhau, nhưng đồng thời cũng kéo chân anh. Sự cố chấp của cô gái khiến Tần Lâm vừa tức vừa bực, nhưng anh không thể làm gì hơn. Cô gái áo da thú hơi sững sờ, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô dường như đã nhận ra bản thân làm sai rồi, nếu cô chạy thoát sớm hơn thì tốt cho Tần Lâm rồi, nhưng hiện giờ cô ấy đã gần kiệt sức rồi mới hiểu được điều này, rằng việc cô tiếp tục ở lại chẳng có chút ý nghĩa gì. Cô gái áo da thú cuối cùng đã hiểu ra, trong lòng đang dằn vặt muốn chết, nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Cô nghiến răng nghiến lợi nhanh như chớp lui về phía sau. Ánh mắt Tần Lâm lạnh lùng, kiên cường một mình chiến đấu với bốn con gấu tuyết, chặn mọi đường đi của chúng. Kiếm vô cảnh lúc này được phát huy đến cực hạn, triệt để thể hiện kiếm pháp hoàn mỹ của mình, mỗi một đường kiếm đều mang một khí thế vô song, kiếm vô cảnh đã thăng tiến lên cảnh giới vô cực. Nhưng lúc này, sức lực của Tần Lâm đã suy kiệt nghiêm trọng, tiêu hao hơn một nửa, gần như sắp cạn kiệt, hoàn toàn mất đi lợi thế ban đầu. Tần Lâm tức nghiến răng nghiến lợi, cô gái áo da thú kia cuối cùng đã đi rồi, chạy một mạch về phía trước, còn anh cũng vừa chiến vừa lùi, muốn thoát khỏi sự vây khốn của bốn con gấu tuyết này không phải điều đơn giản. Cô gái da thú vừa chạy vừa ngoảnh đầu, dù sao cũng có Tần Lâm chặn đám gấu tuyết kia nên lúc này cô không cần lo lắng gì, khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa. Cô không còn lựa chọn nào ngoài nhanh chóng lao về phía trước, hy vọng có thể thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi mất đi một cánh tay hỗ trợ là cô gái da thú, Tần Lâm hiện giờ đã không còn sức lực đánh trả, hoàn toàn rơi vào thế bị động chịu đòn. Tần Lâm nghiến răng, cố gắng chống đỡ, có Thất Tinh Long Uyển trong tay, anh vẫn có thể cầm cự thêm chút nữa. Thấy cô gái áo da thú đã biến mất khỏi tầm mắt, Tần Lâm biết đã đến lúc anh phải tìm đường chạy rồi, cứ tiếp tục ở đánh nhau với đám gấu tuyết này thì chỉ tổ thành bữa tối của bọn nó. Chạy trốn không phải chuyện mất mặt gì. Dù sao thì đám to xác này cũng là kẻ ăn thịt người không nhả xương. Tần Lâm đuổi theo hướng cô gái áo da thú, bước chân vững vàng, anh chạy nhanh như bay, đám gấu tuyết đằng sau cũng bám giết không buông, khó khăn lắm mới kiếm được bữa tối ngon như vậy, nếu để tuột mất thì tiếc lắm. Vì thế bọn chúng tiếp tục liều mạng muốn ép Tần Lâm và cô gái áo da thú vào chỗ chết, ham muốn thức ăn của bọn chúng mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Bốn con gấu tuyết cũng nhìn ra, đoán được ý đồ của Tần Lâm. Chính là để cô gái kia chạy trước còn anh sẽ chạy theo sau, như thế hai người mới có hy vọng sống tiếp, nếu không, cô gái kia không phải đối thủ của gấu tuyết, bị bọn chúng giày vò căn bản không có sức chống lại. Tần Lâm thấy khoảng cách giữa đám gấu tuyết và mình ngày càng gần, bởi vì bọn họ đang trên đỉnh núi, hơn nữa anh cũng đã thấm mệt, đấu với sức mạnh của thiên nhiên, Tần Lâm biết trình độ mình đến đâu, anh không muốn chết ở đây. Không lâu sau, Tần Lâm đã đuổi kịp cô gái áo da thú. Lúc này đám gấu tuyết cũng bám giết không buông, hai bên luôn duy trì khoảng cách 30 mét. Lúc này, cơ thể hai người cũng dính sát vào nhau, Tần Lâm một tay ôm chặt eo cô gái áo da thú, tay kia nắm chặt chuôi kiếm, hai người đều vô cùng hoảng loạn, chưa thể bình tĩnh lại, nếu rơi xuống vực sâu này, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Grư, grư. Bốn con gấu tuyết không ngừng gầm gừ xuống rãnh băng, nhưng bọn chúng chỉ có thể không cam lòng mà lui lại. Con người rơi xuống đó chắc chắn đã thịt nát xương tan rồi,
nhưng bọn chúng lại mất đi bữa tối thịnh soạn. Những tiếng gầm tức giận và không cam tâm vang vọng khắp núi, Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng coi như đã thoát khỏi miệng gấu, nhưng bọn họ bây giờ lại đang rơi vào tình cảnh cửu tử nhất sinh. Cơ thể của hai người dính chặt vào nhau, hơn nữa cô gái áo da thú đang khỏa thân nửa người, chỉ còn một mảnh nội y cũng đã bị xé rách một nửa, sắp lộ ra hết trước mắt Tần Lâm. Nhưng trong giờ phút sống còn này, cô cũng không quan tâm được nhiều như vậy, hai người ôm chặt lấy nhau, trong mắt cô gái lộ rõ vẻ kích động cùng căng thẳng, chỉ một chút bật cần cũng đủ để khiến bọn họ rơi xuống, bây giờ bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Mặc dù thoát khỏi nanh gấu, nhưng rãnh băng sâu này cũng gian nan vô cùng. Tần Lâm nhìn xung quanh, thấy đối diện có một con dốc thoải rộng chừng 3-4 mét, hoàn toàn có thể chứa được hai người. Chút nữa tôi sẽ ném cô sang bên kia, cô chuẩn bị đi, nhất định phải cố hết sức vươn người để tránh đè gãy chỗ đó, chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng tìm cách đi lên, có lẽ đi từ bên đó sẽ dễ hơn một chút. Tần Lâm nói với cô gái áo da thú. Được. Lăng Dật Nhiên nghiến chặt răng, trong lòng vô cùng thấp thỏm, nhưng hiện giờ cô ấy đã không còn cách nào khác, chỉ có thể sống chết có nhau với Tần Lâm. Tần Lâm nhún người ném Lăng Dật Nhiên bay qua đó, Lăng Dật Nhiên cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, với một cao thủ thất mạch như cô thì khoảng cách hơn 20 mét này vô cùng đơn giản, chỉ cần hít sâu rơi xuống là được. Sau khi Lăng Dật Nhiên đáp xuống bên kia, nhìn xung quanh rồi gật đầu với Tần Lâm. Tần Lâm nhún người nhảy sang, cũng dễ dàng đáp xuống bên cạnh Lăng Dật Nhiên, lúc này cơ thể hai người lại dán chặt vào nhau lần nữa, khuôn mặt Tần Lâm thậm chí còn kề sát vào mặt Lăng Dật Nhiên. Cẩn thận! Lăng Dật Nhiên vô thức ôm chặt lấy Tần Lâm, vào lúc này, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lăng Dật Nhiên cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không kìm được mà cúi đầu xuống. Tần Lâm cũng hơi lúng túng, nhưng lúc này, điều duy nhất bọn họ nên quan tâm đó chính là làm cách nào để thoát khỏi đây. Hình như chỗ này vẫn có thể đặt chân, hôm nay chúng ta ở lại đây một đêm đi, sáng mai rồi tìm cách trèo lên, nếu bây giờ đi lên mà bốn con gấu tuyết kia vẫn ở đó thì chúng ta sẽ hoàn toàn xong đời. Tần Lâm nói, ừm, Lăng Dật Nhiên gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, ngực cô hiện tại hơi lộ ra, mặc dù vẫn đủ để che đi lớp lá chắn cuối cùng, nhưng vẫn bị Tần Lâm nhìn thấy một khoảng lớn, hơn nữa ở đây vô cùng lạnh lẽo, khiến cô không ngừng run rẩy. Tần Lâm liếc nhìn Lăng Dật Nhiên, sau đó cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho cô. Tần Lâm xua tay, mỉm cười nói, lúc này anh cũng lười phải so đo với cô. Đúng rồi, cô tên gì? Cô cũng là người của núi Côn Luân à? Tôi mới vào núi Côn Luân, tên tôi là Tần Lâm. Tôi là Lăng Dật Nhiên, anh mới vào núi Côn Luân mà đã lợi hại như vậy. Lăng Dật Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng cô đã thấy thực lực của Tần Lâm. Ngay cả đệ tử chân truyền của thập đại đệ tử tổ sư núi Côn Luân cũng chưa chắc đã được như anh. Cũng bình thường thôi, đứng thứ ba cả nước. Ha ha ha, vậy cô là ai? Là người núi Côn Luân à? Tần Lâm hỏi lại, tôi là cháu gái của dược sư núi Côn Luân, ông nội của tôi là Lăng Nhật Thiên, là dược sư núi Côn Luân, anh là đệ tử của ai? Tần Lâm ngạo nghễ nói, dược sư của núi Côn Luân, có vẻ như cô không đơn giản nhỉ? Tôi là đệ tử của đại đệ tử Dương Chí của sư tổ. Lăng Dật Nhiên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ồ, hóa ra là sư huynh Dương Chí à? Cái gì, sư huynh Dương Chí? Tần Lâm trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn cô gái này rốt cuộc có bối phận cao đến đâu trên núi Côn Luân này vậy? Ánh mắt Lăng Dật Nhiên lộ ra vẻ dí dỏm, cô điềm đạm mỉm cười. Đúng vậy, sư phụ của tôi là sư tổ của anh, cho nên anh phải gọi tôi một tiếng tiểu sư thúc. Mặt Tần Lâm đầy vẻ khổ sở. Cô mấy tuổi chứ, cô đâu có lớn hơn tôi đâu. Lăng Dật Nhiên vô cùng nghiêm túc. Tôi lớn hơn anh phải gọi tôi là sư thúc, đạo lý tôn sư trọng đạo quan trọng mà. Tần Lâm liếc mắt nói. Được rồi, tiểu sư thúc. Lăng Dật Nhiên ra bộ nghiêm trang, ung dung. Thế còn được, hi hi hi. Lăng Dật Nhiên quan sát Tần Lâm, nói nhỏ. Để tôi xem vết thương của anh. Lúc trước anh bị thương, hơn nữa còn chiến đấu hồi lâu với bốn con gấu tuyết, vết thương trên người không nhẹ, vừa hay chỗ tôi có thuốc. Tần Lâm dở giọng trêu ghẹo. Được, vậy thì phiền tiểu sư thúc bé nhỏ rồi. Á, sắc mặt anh tái mét, cô Lăng Dật Nhiên này ra tay ác thật, bôi thẳng một lớp nước thuốc lên vết thương của anh, khiến toàn thân anh run rẩy, mặt tái xanh. Hừ, dám trêu chọc cả sư thúc, đây là báo ứng của anh.
Lăng Dật Nhiên vỗ vết thương của Tần Lâm khiến anh đau đến mức hoa cả mắt. Đúng là người đàn bà độc ác, hừ hừ. Tần Lâm nhe răng há miệng, có điều chỉ một chốc sau, vết thương của anh đã được bôi thuốc nước. Tiêu hao nhiều thể lực như vậy, Tần Lâm vô cùng đói, Lăng Dật Nhiên cũng không phải ngoại lệ, bụng kêu ỏng ọc. Lăng Dật Nhiên cắn một miếng bánh bao, mặt đầy vẻ hưởng thụ. Tôi còn mấy cái bánh bao, ăn được phết. Con van xin tiểu sư thúc đi, tiểu sư thúc còn cho con bánh bao ăn. Không đời nào. Tần Lâm liếc mắt, cười khẩy, sau đó lôi con chim tuyết ở trên lưng xuống, dùng thất tinh long uyên lột ra nó, vừa hay đào một cái động băng ở đây, để tránh việc ở đây lâu hai người bị rơi xuống do quá nặng, lúc ấy thì chết không có chỗ chôn. Chuẩn bị xong hết thảy, anh liền lượm một đống cành cây khô ở xung quanh, xuyên con chim tuyết vào, dùng đá cọ lửa, bắt đầu nướng chim tuyết. Tần Lâm đào được cái động rất lớn, vậy nên không lo sẽ bị tan chảy, hơn nữa ở đây băng tuyết vạn năm, thậm chí còn cứng hơn đá, hoàn toàn không dễ tan chảy. Tí tách, cái bánh bao này ăn dở ẹc. Lăng Dật Nhiên chảy hết nước miếng, tức giận nói. Anh ngồi ăn một mình mà vẫn nuốt trôi à, Tần Lâm, anh không biết xấu hổ sao, tôi là tiểu sư thúc của anh đó. Mau cho tôi ăn với, xin anh đó. Tần Lâm lắc đầu, thở dài. Cô còn cần liêm sỉ không vậy? Có điều lúc này Lăng Dật Nhiên chẳng nghe thấy gì nữa, cô túm lấy chim tuyết rồi cắn miệng còn không quên tỏ ra đắc chí. Á ngon ghê. Buổi sáng ngày thứ hai, Tần Lâm đưa Lăng Dật Nhiên đi ra khỏi vách núi, lúc này, rừng rậm đã không còn dấu vết của bốn con gấu tuyết kia rồi, cho dù bọn chúng có kiên nhẫn đến mấy thì cũng không một mực ngồi chờ ở đây, huống chi bọn chúng cũng nghĩ Tần Lâm và Lăng Dật Nhiên bị té chết dưới vực rồi. Hai người rời khỏi sau lưng núi, đi thẳng về. Lăng Dật Nhiên nói nhỏ. Vết thương của anh còn chưa khỏi đâu, anh về cùng tôi sẽ băng bó cho anh. Cũng được, đành nhờ cô vậy, tiểu sư thúc. Tần Lâm cười nói, ở trong nơi tuyết rơi lạnh giá này, vết thương rất khó lành, huống hồ bây giờ bọn họ đã ở một đêm dưới khe nứt rồi, vết thương được xử lý rất đơn giản, dễ bị nứt nẻ ra. Dù sao Tần Lâm cũng không phải là thần, anh là người thôi. Anh chẳng khách khí gì cả, đi thôi. Lăng Dật Nhiên gật đầu, mỉm cười, tên Tần Lâm này mặc dù hơi đáng ghét, nhưng không thể không nói, trong thời khắc mấu chốt cô gặp nguy hiểm, anh lại chắn trước mặt cô, không hề bỏ chạy, kiểu đàn ông như này cũng không nhiều. Người không vì mình trời chu đất diệt, cho dù Tần Lâm có chạy mất, cô cũng sẽ không oán giận, dù sao hai người mới quen, hơn nữa còn có xung đột với nhau, nhưng anh lại ở lại, điều này khiến cô rất cảm động. Người đàn ông này không quan tâm đến hiềm khích lúc trước mà vẫn cứu cô, chỉ riêng phong thái và sự sáng suốt của anh đã đủ để cô đánh giá anh không phải kẻ tầm thường. Ngưỡng mộ có, đố kỵ cũng có, dù sao anh cũng chẳng hơn cô mấy tuổi, nhưng thực lực lại mạnh hơn cô nhiều. Ở trên Côn Luân này, trong ba đời đệ tử, người có thể vượt qua Tần Lâm không quá nổi hai bàn tay. Người này không đơn giản. Thế thì có sao đâu, tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ. Dẫu sao tôi cũng là học trò của ông ấy, chẳng nhẽ ông ấy lại ra tay với tôi à? Tôi đến để chữa bệnh, chứ có đến để trộm người đâu. Lăng Dật Nhiên đỏ mặt, dậm chân, hung hăng mắng Tần Lâm. Anh nói bậy bạ cái gì thế? Anh còn nói bậy nữa là tôi không khám bệnh cho anh đâu. Được được được, tôi nghe cô, cũng không biết ông nội cô vô lý đến mức nào. Tần Lâm thở dài một hơi, nhìn căn nhà tranh bên cạnh, cười ha ha mà nói. Có điều trong mắt đầy vẻ khinh bỉ, cái gọi là dược sư của núi Côn Luân chắc cũng không tốt tính nhỉ. Không biết có phải loại có tiếng mà không có miếng không? Tần Lâm và Lăng Dật Nhiên đi vào căn nhà gỗ nhỏ của cô, bên trong cũng toàn là thảo dược, nó đặt trên giá, vô cùng ngay ngắn, gọn gàng và ngăn nắp. Xung quanh đều là sách liên quan đến dược liệu, trông có vẻ cổ, điều này khiến Tần Lâm rất kinh ngạc. Phòng của thiếu nữ lại toàn dược liệu. Có thể tưởng tượng được người này hiếu học thế nào, có thể làm bạn với dược liệu thì cũng biết cô nghiêm túc đến đâu rồi đấy. Tần Lâm nhìn quanh một lần, chỗ ngủ bé vậy thôi, đây chắc là món ăn tinh thần duy nhất của cô ấy nhỉ. Tôi nghiền thuốc cho anh ngồi đây một lúc đi. Lăng Dật Nhiên nói, lấy ra mười mấy loại dược liệu trên kệ dược liệu, sau đó bắt đầu bài thành thuốc bột, rồi bắt đầu thoa lên vết thương cho Tần Lâm. Có điều lúc cô nghiền dược liệu, anh chú ý tới cánh tay của cô vô cùng mất tự nhiên, khớp xương có vẻ đau đớn, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, cô không ngừng vỗ bả vai và đầu gối của mình. Tim anh hơi run lên,
có vẻ như đây là biểu hiện của hàn khí thấm sâu vào cơ thể, không ngờ ngay cả dược sư Côn Luân cũng phải chịu cơn đau như vậy, đúng là không dễ dàng. Sau khi nghiền thuốc cho anh xong, có vẻ như mặt cô đầy vẻ đau đớn. Tôi bôi thuốc lên vết thương cho anh nhé. Lăng Dật Nhiên cẩn thận lấy miếng vải băng bó trên người Tần Lâm xuống, đổ thuốc bột lên trên. Cô làm rất cẩn thận sau đó băng bó cho Tần Lâm. Tần Lâm cười nói. Cảm ơn tiểu sư thúc, cô không những xinh đẹp mà tay nghề còn rất giỏi nữa. Chỉ giỏi nịnh. Lăng Dật Nhiên liếc nhìn Tần Lâm, trong lòng tràn ngập mật ngọt, cô gái nào mà chẳng thích được khen chứ. Tần Lâm hỏi. Vai và đầu gối của cô đau lắm à? Lăng Dật Nhiên kinh ngạc nhìn Tần Lâm, không ngờ anh lại có thể nhận ra, đúng là quan sát tỉ mỉ thật. Sao anh biết, anh nhìn mấy cái liền phát hiện ra à? Lăng Dật Nhiên không ngờ anh lại tinh mắt đến vậy, nếu là người thường thì chắc không phát hiện ra được đâu. Tôi cũng là bác sĩ. Tần Lâm nói. Tôi có thể thử xem, nhưng tôi không chắc mình có thể loại bỏ hoàn toàn hàn khí trong người cô, cái này phải xem vận may của cô thôi. Được, nếu đã vậy, anh thử chút xem sao, tôi muốn thử một lần. Ánh mắt của Lăng Dật Nhiên kiên định hẳn, cô vô cùng tin tưởng Tần Lâm, điều này xuất phát từ việc anh liều mình cứu cô trong lúc hoạn nạn. Lăng Dật Nhiên biết người đàn ông này không đơn giản, hơn nữa thực lực của anh cùng rất lợi hại, nếu như là thật, không chỉ mình mà ông nội đều có thể loại bỏ hàn khí trong cơ thể. Cái này gọi là bác sĩ khó tự chữa, cả bệnh gì cho dù mình là bác sĩ cũng khó bảo đảm tự mình có thể chữa khỏi. Tần Lâm cười lớn mà nói, dù sao chúng ta cũng có duyên, tôi chữa cho cô, nếu không cô lại bảo tôi không biết tốt xấu. Ha ha ha, mặt Lăng Dật Nhiên đầy vẻ bất lực. Không biết lớn nhỏ, tôi là tiểu sư thúc của anh đấy. Sư phụ của tôi cũng bó tay chịu trói, hy vọng anh không khiến tôi thất vọng, nếu không anh không xong với tôi đâu. Tần Lâm dần quay lại vẻ chững chạc. Lời này cứ như là tôi là thần y chữa được bách bệnh ấy nhỉ. Mặc dù không thể nói cứ châm cứu là chữa được bách bệnh, nhưng tôi vẫn khá tự tin về tài châm cứu của mình. Đến đây, nằm xuống đi tiểu sư thúc, cởi áo ngoài và quần ngoài của cô ra đi, nếu không tôi không châm cứu được. Lúc này Lăng Dật Nhiên hơi chần chừ, ánh mắt phức tạp, cô chưa từng tiếp xúc với người khác giới, bây giờ lại phải cởi áo ngoài với quần ngoài ra, thế thì mất mặt quá. Tên này không có mưu đồ gì với mình chứ? Lăng Dật Nhiên thầm nghĩ. Có điều cô liền bỏ ngay suy nghĩ ấy của mình, nếu như anh thật sự có mưu đồ bất chính với cô thì anh ra tay lâu rồi, tội gì phải chờ đến bây giờ chứ. Hơn nữa trong cảnh tuyệt vọng, anh vốn có thể rời đi nhưng hết lần này đến lần khác mạo hiểm sinh mệnh ở lại với cô, thay cô chống đỡ tất cả, đây chắc là tình nghĩa nhỉ, là lời cam kết của một người đàn ông. Tôi chuẩn bị bắt đầu đây. Tần Lâm nói, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại của Lăng Dật Nhiên, bởi vì anh muốn tìm chính xác huyệt vị. Cả người cô run lên, khi ngón tay anh chạm vào người cô, lòng cô cũng mềm nhũn ra, tên này không cố ý chứ. Tần Lâm nắm lấy chiếc chân nõn nà của Lăng Dật Nhiên, anh cầm kim bạc trong tay, liên tục đâm xuống, lúc này cô cũng dần bình tĩnh lại. Lăng Dật Nhiên không ngờ Tần Lâm lại có bản lĩnh này, đây là lần đầu cô được nghe tới thuật châm cứu như này, cho dù là sư phụ của cô chắc cũng không có năng lực này, sư phụ giỏi nhất mảng luyện đan chế thuốc, nhưng lại không giỏi châm cứu. Có điều bây giờ Lăng Dật Nhiên lại có thể xem thử xem phương pháp của Tần Lâm như thế nào, biết đâu có thể chữa được bệnh cho sư phụ. Tần Lâm trầm giọng nói. Nhớ kỹ phải thả lỏng, nếu không cơ bắp của cô sẽ rất căng, hiệu quả sẽ giảm, lúc đó thì đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Lương y như từ mẫu, cô không cần lo tôi sẽ làm ra chuyện gì quá đáng đâu, nếu như Tần Lâm tôi muốn ra tay thì không cần phải chờ đến lúc này đâu. Hi hi hi. Tần Lâm nở nụ cười âm hiểm. Khiến Lăng Dật Nhiên vô cùng sợ, nhưng cô hiểu rõ anh đang dọa mình. Lăng Dật Nhiên hừ lạnh nói. Hừ, ai biết anh đang nghĩ gì trong lòng, đàn ông mấy người chẳng ai tốt đẹp, trong bụng toàn tâm địa xảo trá. Im miệng, tôi không muốn đâm cô thêm lần thứ hai đâu. Tần Lâm bắt đầu nghiêm túc, anh châm cứu như thần, anh đã cắm hơn 20 cây kim lên người cô, lúc này hiệu quả dần thể hiện ra. Lăng Dật Nhiên cảm giác được trong cơ thể mình, kỳ kinh bát mạch. Tứ chi bách mạch dường như có từng dòng khí lạnh không ngừng chạy trốn, dòng khí lạnh này khiến cô cực kỳ đau, giống như bị dao nhọn đâm vậy, nó không ngừng thay đổi phương hướng, phá vỡ từng kinh mạch trong cơ thể. Đau quá, lạnh quá. Lăng Dật Nhiên lầm bầm nói, sắc mặt không đổi, đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa,
mà là bệnh kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ của cô đều mất, cô được ông nội nuôi lớn, 20 năm nay cô sống trên cao nguyên băng này, hơn nữa còn không biết giữ ấm, thường xuyên đi vào núi sâu tìm thảo dược, nhiều khi còn ở trong núi mấy ngày mấy đêm, ai cũng có thể tưởng tượng được nỗi đau và nguy hiểm đó. Sau khi hàn khí đi vào cơ thể, muốn loại bỏ nó thì vô cùng khó, mặc dù mấy năm nay cô uống không ít thuốc nhưng chỉ chữa được ngọn không chữa được gốc, hàn khí bị loại bỏ khỏi cơ thể chẳng thể sánh bằng số còn lưu lại trong cơ thể. Về lâu về dài không giải quyết được triệt để, sức khỏe ngày càng sa sút, đây là điều khó có thể xoay chuyển rồi. Nhưng hôm nay cô cảm nhận được khí lạnh trong cơ thể ngày càng hỗn loạn, hơn nữa khí lạnh vốn ẩn giấu trong cơ thể lại không ngừng len lỏi khắp nơi, khiến cô run lẩy bẩy. Những dòng khí lạnh này ẩn giấu trong xương cốt, nếu như không nhờ Tần Lâm châm cứu, bọn chúng sẽ không được ép ra. Tần Lâm cũng khá cẩn thận, không dám làm ẩu, dù sao vết thương của cô không nhẹ, vẫn nên cẩn thận thì hơn. À, sướng quá, sướng thật đấy, Tần Lâm anh giỏi thật. Tôi không chịu được nữa rồi. Á, đau quả, nhưng sướng thật, tôi lớn thế này mà chưa bao giờ sướng như vậy, Tần Lâm, tôi yêu anh chết mất. Hừ, Tần Lâm, mạnh lên, không sao, tôi chịu được mà dù sao lúc anh đâm xong, tôi sướng lắm, tôi không sợ đau, anh đâm mạnh lên cho tôi. Sướng, sướng ngất, Tần Lâm, tôi không ngờ mới lần đầu mà sướng như vậy, sau này tôi mà cần anh đâm tiếp tôi sẽ đi tìm anh không được keo kiệt đâu đấy. Giọng của cô vô cùng mập mờ, khiến anh cảm thấy cả người tê dại, nếu là người khác nghe được thì thế nào cũng hiểu lầm cho xem, tội lỗi quá. Ánh mắt của Tần Lâm nóng bỏng, anh nhẹ nhàng vỗ lên cơ thể của cô, khiến khí huyết trong cơ thể cô cùng linh hoạt, cũng có thể mau chóng loại bỏ khí lạnh khỏi cơ thể. Á, sướng, Tần Lâm, sao anh đâm giỏi vậy, sau này tôi chỉ để cho mình anh đâm tôi thôi. Á, mạnh lên, Lăng Dật Nhiên vô cùng hưởng thụ vừa đau vừa sướng. Thuật châm cứu của Tần Lâm khiến cô mồ hôi đầm đìa, khí lạnh trong cơ thể cô tựa hồ không ngừng loại bẻ khỏi cơ thể, vốn lạnh cóng đến run lẩy bẩy, nhưng bây giờ lại vô cùng thoải mái. Nhưng đúng lúc này, có một ông lão râu bạc khoác áo khoác dài bằng da báo, ông tức đến mức mặt sắp vẹo luôn rồi. Lăng Nhật Thiên vừa đi qua trước cửa, mặt mày tái mét, đây là cháu gái của ông ấy, ông cụ đang ngủ rất say nhưng khi nghe có người đến bèn tò mò ra xem, thì ra là hai đứa này. Nhưng ông cụ không ngờ mọi chuyện lại như thế này, khi vừa bước tới cửa phòng cháu gái đã nghe thấy âm thanh như vậy, thật sự là làm cho ông quá khó tin, nhưng đó rõ ràng là giọng của cháu gái mình kia mà, hơn nữa lại còn mập mờ như thế, làm sao mà nghĩ tốt được chứ? Vào, hay là không? Nếu vào thì sẽ rất ngại. Lỡ may cháu gái mình tự nguyện thì sao? Không được. Không một ai được phép. Đây chẳng phải là không coi Lăng Nhật Thiên tôi ra gì sao? Lăng Nhật Thiên cảm xúc lẫn lộn, nhưng ông vẫn quyết định đạp cửa ra, chuyện bại hoại như vậy không thể xảy ra trong nhà họ Lăng được. Lăng Dật Nhiên là đứa cháu gái mà ông yêu quý nhất, ông tuyệt đối sẽ không để ai bắt nạt cô. Đồ khốn nạn, dám ức hiếp cháu gái tao, chịu chết đi. Lăng Nhật Thiên đá vỡ cánh cửa gỗ, lúc này cả Lăng Dật Nhiên và Tần Lâm đều sững sờ, chỉ nhìn thấy một ông già hung hãn lao về phía Tần Lâm, nhất là khi nhìn thấy cháu gái bán khỏa thân. Ông cụ lại càng tức giận hơn nữa, sao có thể không xả giận được đây? Chịu chết đi! Lăng Nhật Thiên tung trưởng về phía Tần Lâm, sát khí ngút trời. Bịch, bịch, bịch! Tần Lâm liên tục tiếp trưởng của ông cụ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, ông già này mạnh thật. Tần Lâm ngơ ngác, hiện tại anh không phải là đối thủ của Lăng Nhật Thiên, hảo hán không chấp chuyện vặt, nếu như ông đây có thể đánh bại được ông, thì tôi nhất định sẽ bắt ông ngoan ngoãn quỳ xuống. Tiếc rằng sức mạnh của anh lại không bằng người ta, vậy nên Tần Lâm lúc này chỉ có thể lấy lùi làm tiến mà thôi. Ông nội, đừng kích động, anh ấy muốn cứu cháu nên mới châm cứu cho cháu, ông nhìn đi, nhìn xem mấy cây kim bạc trên người cháu này. Anh ấy cũng là bác sĩ, là đệ tử ở núi Côn Luân của chúng ta, ông nội, dừng lại đi. Lăng Dật Nhiên liên tục hét lớn, cuối cùng ông cụ cũng chịu dừng lại, mặt mày nghiêm trọng rồi quay lại nhìn Lăng Dật Nhiên đang bán khỏa thân. Quả thực còn có mấy cây kim bạc, chẳng lẽ là do mình trách sai người rồi sao? Lăng Nhật Thiên đỏ bừng mặt, hừ lạnh một tiếng, ông vẫn còn rất tức giận. Ông vẫn không muốn thừa nhận, nhưng ông biết có lẽ mình đã trách lầm Tần Lâm rồi cũng nên, mấy cây kim bạc sau lưng Lăng Dật Nhiên đã nói lên tất cả. Ông nội, Tần Lâm đang giúp cháu loại bỏ hàn khí, lần sau ông đừng làm như vậy nữa. Lăng Dật Nhiên cười khổ,
Lăng Nhật Thiên nghiến răng nghiến lợi, hằn học nhìn cháu gái mình. Đúng vậy ông già, ông suýt chút nữa giết nhầm người tốt rồi đó. Tần Lâm thở dài nói, đều tại cháu cả, cháu cứ nói có người châm cứu là được rồi, tại sao la lên kiểu đó. Cháu lại còn rên như thế, đúng là làm cho người khác suy nghĩ lung tung, ông tưởng cháu bị bắt nạt nên mới xông vào, cháu thì hay rồi, muốn chọc ông tức chết đúng không? Sắc mặt Lăng Nhật Thiên xa sầm. Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Giật Nhiên chợt đỏ bừng, cháu cũng có muốn đâu, ai bảo ông đã từng này tuổi mà còn nghe trộm chứ? Cháu không thoải mái sao, không thoải mái thì sao có thể la được như vậy chứ? Thoải mái chết đi được, đời cháu chưa bao giờ sướng như thế. Xin lỗi ông nội, là lỗi của cháu. Lăng Giật Nhiên tỏ ra bất lực, ông nội đã từng này tuổi rồi, hơn nữa còn là dược sư ở núi Côn Luân, thân phận lại vô cùng cao. Cô không thể nào để ông ấy xin lỗi Tần Lâm hay mình ngay lúc này được. Cậu cũng là đệ tử ở Côn Luân à? Lăng Nhật Thiên nhìn một lượt Tần Lâm, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Lúc nãy cậu nói mình tên gì? Cậu là, con trai của Tần Trì. Lăng Nhật Thiên trầm giọng nói. Ông có mắt nhìn đấy, cháu đúng là con trai của Tần Trì, tên Tần Lâm. Tần Lâm trả lời, không ngờ tên của ông già nhà mình lại hữu dụng đến vậy. Ông cụ như thế mà vẫn còn nhớ, hơn nữa chỉ nhìn vẻ ngoài mà đã đoán được anh là con của Tần Trì. Không tệ, lại có thể đỡ được nhiều chiêu của ta như vậy, xem ra cậu đã kế thừa được Tần Trì rồi đấy. Tên nhóc này đi nhiều năm như thế, vậy mà vẫn không quay trở lại thăm ta. Lăng Nhật Thiên tức giận nói, nhưng khi nhìn dáng vẻ thoáng mỉm cười của ông ấy, anh liền nhận ra dường như người này không phải là kẻ thù của bố. Không hề giống với bị sư bá Diệp Toàn Cơ kia, lúc nào cũng muốn đối đầu với bố mình. Mối quan hệ giữa hai người này hiển nhiên là hòa hợp hơn hẳn, cho nên cũng khiến Tần Lâm bớt lo lắng. Cậu nên gọi ta một tiếng sư thúc tổ đó, năm đó ta và bố cậu Tần Trì là bạn vong niên, mặc dù nó là sư điệt của ta nhưng tên này lại không hề coi ta là sư thúc, không biết lớn nhỏ gì cả, lúc nào cũng huynh huynh đệ đệ với ta, nhưng cũng may là ta chịu được, nếu không thì ta đã xử nó lâu rồi. Lăng Nhật Thiên nói với vẻ hoài niệm. 20 năm trôi qua như một ngày, càng lúc ta lại càng cô đơn trên núi Côn Luân này. Sư thúc tổ. Nhưng khi ông nhìn dáng vẻ của Lăng Giật Nhiên, chẳng lẽ Tần Lâm đã thực sự ép được hàn khí trong người của con bé ra rồi ư? Mặc dù Lăng Nhật Thiên không muốn tin vào điều đó, nhưng bệnh tình của ông còn nghiêm trọng hơn cả cháu gái mình. Tuy ông không nói, nhưng cơ thể mới là thành thật nhất, sắc mặt ông cũng có chút khó xử. Nếu như người muốn thì để con làm cho, trị bệnh cứu người chính là bổn phận của con. Lương y như từ mẫu, trời đất có thể chứng giám. Tần Lâm cười nói. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi nhỉ. Một nụ cười bỗng hiện trên khuôn mặt của Lăng Nhật Thiên, ông ấy chính là đang chờ câu nói này của Tần Lâm. Tần Lâm đã nhìn ra được ý muốn của Lăng Nhật Thiên, ông già này đúng là bảo thủ, tuy vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhưng lại là một con vịt cứng đầu. Ông ấy vẫn quyết không chịu cúi đầu với Tần Lâm. Dù sao bọn họ cũng là trưởng bối ở Côn Luân, hơn nữa còn có tình bạn sâu nặng với bố anh, đây chỉ là một việc nhỏ nhặt mà thôi, đương nhiên anh sẽ thuận theo ý ông ấy. Cảm ơn tiểu sư điệt. Lăng Giật Nhiên che miệng cười, lúc này toàn thân cô hết sức sảng khoái, cơn đau nhức ở các khớp xương trước đây hầu như không còn nữa. Phương pháp này quả thật rất thần kỳ, chỉ khi bị Tần Lâm châm thì mới cảm nhận được sự sảng khoái của việc bị đâm. Bắt đầu đi, để ta xem con đến đâu. Lăng Nhật Thiên cười như không, ông cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của cháu gái, chẳng lẽ lại có chuyện thần kỳ như vậy sao? Mặc dù cũng là bác sĩ nhưng châm cứu hoàn toàn không phải thế mạnh của ông, điểm mạnh của ông chính là luyện đan chế thuốc, hoàn toàn khác với Tần Lâm. Nhưng bệnh tật hành hạ thực sự quá đau đớn, nếu như Tần Lâm thật sự có thể trị khỏi bệnh thì ông phải cảm tạ 8 đời tổ tiên mất. Đứa con trai này của Tần Trì xem ra cũng khá thú vị, Lăng Nhật Thiên cũng tràn đầy kỳ vọng đối với anh. Còn liệu anh có thể giúp Lăng Nhật Thiên giải quyết cơn đau hay không thì còn tùy thuộc vào khả năng. Tần Lâm cũng không chịu thua, sau khi anh rửa sạch tất cả kim bạc rút ra từ cơ thể Lăng Giật Nhiên, rồi mới bắt đầu châm kim cho Lăng Nhật Thiên. Màn mở đầu của Tần Lâm vô cùng đặc biệt, mỗi lần châm vào đều làm cho ông cảm thấy thoải mái. Thoải mái lắm. Lăng Giật Nhiên cười nói, trong mắt mang theo vẻ trêu đùa, điều quan trọng nhất chính là ông nội hình như đã chấp nhận hưởng thụ việc châm cứu của Tần Lâm rồi, không ngờ ông lại thích cảm giác vừa đau vừa sướng này như vậy.
Đương nhiên sự đau đớn đó là nỗi đau châm chích của hàn khí thấu tận xương tủy, người thường căn bản không thể hiểu được. Nếu Tần Lâm có thể cứu được cả hai ông cháu họ thì quả là công đức vô hạn, trong lòng Lăng Dật Nhiên cũng sẽ tràn đầy lòng biết ơn và ngưỡng mộ đối với Tần Lâm. Thời gian dần trôi qua, hơn một tiếng sau, lúc này mặt Tần Lâm cùng mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy, anh đã cố gắng hết sức rồi. Lăng Nhật Thiên có thể cảm nhận được hàn khí trong cơ thể dường như muốn chạy thoát, sau đó lập tức liền bị Tần Lâm đẩy hết ra ngoài, trong lòng ông cũng thoáng bất ngờ, đến giờ vẫn không dám tin. Bệnh kín nhiều năm như vậy, vậy mà hôm nay lại có thể thuyên giảm sao? Thời gian là chất xúc tác tốt nhất, Tần Lâm dùng quỷ môn thập tam châm của mình để châm cho Lăng Nhật Thiên hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đã đẩy gần hết hàn khí trong người ông ra khỏi cơ thể, lúc này Lăng Nhật Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Không ai có thể hiểu được nỗi đau đớn tuyệt vọng xuyên thấu trên cơ thể vào trong xương cốt vào mỗi đêm giông gió, thậm chí còn khiến người ta muốn tự tử. Đó là cảm giác đau đớn sống không bằng chết, Lăng Nhật Thiên đã quen với nó từ lâu, mỗi lần như vậy ông đều cảm thấy mình như đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Nhưng vào lúc này, ông mới biết rằng mình đã được chữa khỏi rồi. Lăng Nhật Thiên từ lâu đã quên mất cảm giác nhẹ như lông hồng thế này rồi. Cuối cùng ông cũng đã cảm thấy choáng ngợp, là một bác sĩ nên ông biết rất rõ hàn khí này rất khó để đẩy hết ra ngoài cơ thể. Bác sĩ khó tự chữa, bao năm qua ông uống vô số loại thuốc, tất cả đều như muối bỏ bể, chỉ cần ổn định được tình hình là đã tốt lắm rồi, nhưng hàn khí lại càng ngày càng thâm nhập sâu vào cơ thể, như thể đang ở trong một vực thẳm, đó là cảm giác vô cùng đau đớn. Đây là căn bệnh kín lớn nhất của Lăng Nhật Thiên, đồng thời cũng là nỗi xấu hổ của cuộc đời ông. Thân là bác sĩ nhưng lại không tự chữa được, chẳng phải là khiến người ta cười rụng răng hay sao? Nhưng Tần Lâm đã giúp ông giải quyết hết mọi vấn đề, cảm giác lạnh lẽo trong khắp cơ thể cũng dần biến mất, kỳ kinh bát mạch hay tứ chi bách hài đều cảm thấy thoải mái chưa từng có, cảm giác này đã lâu ông không cảm nhận được rồi. Lăng Nhật Thiên siết chặt nắm đấm, như thể ông đang trở lại hồi thanh niên, không hề có chút thay đổi nào. Lăng Nhật Thiên dường như vô cùng hài lòng với Tần Lâm. Trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, sức khỏe cũng đã được cải thiện rất nhiều, đây là điều mà Lăng Nhật Thiên trước đây chưa từng tưởng tượng được. Ông đã đau khổ tuyệt vọng nhiều năm như vậy, hôm nay có thể được Tần Lâm trị khỏi, đương nhiên trong lòng vô cùng cảm kích. Lăng Dật Nhiên cũng vô cùng phấn khích, cơ thể của ông nội đã hồi phục và ngày càng trở nên cứng cáp, đây cũng là tin vui đối với cô, bây giờ ông đã trở lại dẻo dai như tuổi trung niên rồi, tất cả những điều này đều là nhờ Tần Lâm. Tiểu sư Điệt, anh đừng ngại, cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể làm thì tuyệt đối sẽ không để cho anh thất vọng. Lăng Dật Nhiên vỗ ngực tự hào nói với vẻ mặt nghiêm nghị, Tần Lâm đã cứu mạng hai ông cháu bọn họ, đương nhiên sự cảm kích này là xuất phát từ tận đáy lòng. Nhiệm vụ của bác sĩ chính là chữa bệnh cứu người, huống chi việc châm cứu cho tiểu sư thúc còn là vinh hạnh của tôi kia mà, he he he. Nụ cười của Tần Lâm khiến cho khuôn mặt xinh xắn của Lăng Dật Nhiên đỏ bừng, nụ cười của anh không phải là một nụ cười tốt đẹp gì. Coi chừng miệng mồm của anh đấy, cẩn thận ông nội cho đá anh ra khỏi đây bây giờ. Lăng Dật Nhiên hừ lạnh. Sư thúc tổ sẽ không như vậy đâu, khi sư thúc tổ còn trẻ chắc là đẹp trai, quyến rũ, ga lăng lắm nhỉ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Sư thúc tổ và tôi mới gặp đã thân, trở thành bạn tâm giao rồi đó, ha ha ha. Tần Lâm bật cười. Đúng vậy, Tần Lâm, ta rất thích con, nếu được thì ta sẽ gả luôn cháu gái cho con. Cho dù ai có nói gì thì người trẻ tuổi vẫn có thể sống phá cách được mà, cháu gái ta cũng rất tài năng, mặc dù không giỏi bằng con nhưng nó tuyệt đối sẽ không làm con xấu hổ đâu. Câu nói của Lăng Nhật Thiên khiến sắc mặt Lăng Dật Nhiên sụp xuống ngay lập tức, cô dậm chân một cách quyết liệt. Ông nội, ông đang nói nhảm gì vậy? Xem ra sư thúc tổ chắc là người ở giữa nhỉ, nhưng chuyện nam nữ thì nên để hai bên tự giải quyết thì hơn, con xin nhận tình cảm của người. Nhưng tiểu sư thúc có vẻ không thích con cho lắm. Tần Lâm nhún vai nói. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lăng Dật Nhiên ngẩn ra, vừa rồi còn đánh với Tần Lâm một trận thừa sống thiếu chết, vậy mà bây giờ hai người bọn họ lại như vậy, thay vào đó cô lại trở thành người ngoài cuộc. Nhưng Lăng Dật Nhiên vẫn rất vui, dù sao Tần Lâm cũng đã chữa khỏi bệnh cho cô và ông nội rồi, phương pháp châm cứu siêu việt của anh khiến cả ông nội cũng phải sửng sốt. Dù ông không nói ra nhưng ánh mắt của ông đã nói lên tất cả. Chắc chắn là ông nội không nói gì vì sợ mất mặt, ông cũng là một người hành nghề y chữa bệnh, nhưng so với Tần Lâm thì lại không đáng để nhắc đến.
Người hành nghề y lại không thể tự chữa mà lại để người khác chữa cho mình, đây đúng là dễ nói mà không dễ nghe chút nào. Qua ba lượt rượu, Tần Lâm và Lăng Nhật Thiên cũng khá hợp nhau, hai người nói chuyện vui vẻ, nhất là vì mối quan hệ với bố Tần Lâm, nên Lăng Nhật Thiên rất thích Tần Lâm. Ta biết cháu gái ta là người thế nào, nếu nó được gả cho con thì con phải chịu thiệt rồi, có điều cháu gái ta cũng là một cô gái hiền lành, Tần Lâm, ta ưng con lắm đấy, phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu như con có thể bắt được trái tim Dật Nhiên, ta sẽ rất vui. Lăng Nhật Thiên vui vẻ nói, ông cụ uống đến mức mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn tỉnh táo như trước, nhắc đến cháu gái mình, ông cụ tràn đầy lòng tin. Tần Lâm cười lớn, uống cạn ly rượu trong tay. Ha ha, sư thúc tổ, người thực sự làm khó con rồi, người ta phải đồng ý mới được chứ. Lăng Nhật Thiên chua xót nói. Được rồi, dưa xanh hái không ngọt, ta cũng từng này tuổi đầu rồi, dẫu sao cháu gái ta thấy ưng là được, người khác thì không chắc. Ha ha, Tần Lâm cười khổ nói. Ông già này, con đâu có ý đó. Lăng Nhật Thiên nói. Được rồi, không nói cái này nữa, ta có bảo bối cho con nè. Bảo bối? Bảo bối gì vậy? Tần Lâm sững sờ, trong mắt đầy vẻ đợi chờ, có vẻ như Lăng Dật Nhiên định trả ơn mình đây, ngay cả bảo bối cũng lấy ra, mà được ông cụ coi là bảo bối thì nhất định không đơn giản. Lăng Nhật Thiên hùng hổ nói. Tiếc rằng, cha con không trở lại, ta chờ cậu ấy 20 năm, suốt 20 năm. Thằng nhãi này khiến ta thất vọng quá. Có điều trời không phụ lòng người, cha con mặc dù không tới nhưng con lại tới, con là con trai của Tần Trì, cũng là nhân chứng chứng kiến hiệu quả của viên hoàn đại lực mã nghĩ bách chiến bách thắng này, vậy nên hôm nay ta muốn tặng viên đan dược này cho con. Con không chỉ cứu ông cháu ta, mà còn là con trai Tần Trì, duyên phận giữa chúng ta rất sâu nặng. Tần Trì không đến nhưng con lại đến, vậy nên, viên đan dược này là dành cho con. Vẻ mặt của Lăng Nhật Thiên nghiêm túc lại, ông cụ đưa viên đan dược trong tay cho Tần Lâm. Cái này quý giá quá. Sư thúc tổ, người khách khi quá rồi. Tần Lâm dở khóc dở cười, viên hoàn đại lực mã nghĩ bách chiến bách thắng này có thật sự thần kỳ như ông cụ nói không? Lăng Nhật Thiên trợn trừng hai mắt, tức giận nhìn Tần Lâm. Thằng nhóc này, sao chẳng có gì giống thằng cha con vậy, thứ tốt thế này, nếu là cậu ấy đã cuỗm lâu rồi. Đằng này ta tặng cho con còn từ chối, cha mẹ ơi, thật không tưởng tượng nổi. Lăng Nhật Thiên không cam lòng nói. Ta lại thích mấy đứa thẳng thắn, không lòng vòng, rốt cuộc con có muốn không đây? Lăng Nhật Thiên bắt đầu uy hiếp dụ dỗ Tần Lâm, nếu như anh mà bảo không muốn thì bao nhiêu năm nỗ lực của ông đổ sông đổ bể à? Thế sao được? Bây giờ Tần Trì không trở lại, Tần Lâm lại được đưa đến đây, anh là tất cả tâm huyết của Tần Trì. Hơn nữa thiên phú của Tần Lâm vượt trội hơn nhiều so với Tần Trì năm xưa. Lăng Nhật Thiên chỉ muốn nhét thẳng viên đan dược trong tay vào họng Tần Lâm rồi bắt anh nuốt. Tần Lâm dở khóc dở cười, ông cụ này ác ghê, có điều anh có thể thấy được ông cũng rất sốt ruột, viên đan dược này hội tụ biết bao tâm huyết của ông, hơn nữa dường như nó được làm riêng cho bố anh, bây giờ nếu như anh không cần thì chắc ông sẽ tức chết mất. Tình nghĩa giữa Lăng Nhật Thiên và bố không đơn giản. Hơn nữa nếu như không vì mình là con trai Tần Trì thì cho dù hôm nay anh có cứu ông, chắc ông cũng không đưa viên đan dược quý giá đến vậy cho anh. Trong ánh mắt của ông cụ chứa chan kỳ vọng nồng nhiệt, điều này khiến Tần Lâm vô cùng cảm động. Tần Lâm nhận lấy viên đan dược, gật đầu nói. Người nói như vậy thành ra con không lấy không được. Sư thúc tổ, cảm ơn người. Lăng Nhật Thiên kiên định nói, trong ánh mắt đầy sự thỏa mãn. Thế mới đúng chứ? Con nên làm vậy nếu không nỗ lực nửa đời của ta sẽ đổ sông đổ bể mất. Bố con khi xưa không tin ta có thể điều chế ra viên hoàn đại lực mã nghĩ bách chiến bách thắng, nên con phải uống nó, nếu không ta thấy có lỗi với bố con lắm, ha ha ha. Ta phải bắt cậu ấy thừa nhận sự lợi hại của ta, bố con vẫn luôn muốn đẻ đầu cưỡi cổ ta đấy, không có cửa đâu. Tần Lâm thở dài một tiếng, ông lão này như đứa con nít vậy, có điều anh hiểu rõ tâm nguyện của ông cụ. Mục đích của ông cụ đã đạt được rồi, sự nỗ lực nửa đời người cũng có kết quả, đây mới là điều quan trọng. Lăng Nhật Thiên nhìn chằm chằm Tần Lâm rồi nói. Mau, mau uống đi, ta xem hiệu quả của nó thế nào. Tần Lâm sững sờ. Đậu má. Tần Lâm nhìn Lăng Nhật Thiên, khóe miệng giật giật, ông già này ác vậy, cho con chuột bạch uống cái này xong nó biến thành yêu quái luôn. Hơn nữa con yêu quái này trông có vẻ khác lạ, như yêu quái biến dị vậy.
ngay cả Tần Lâm cũng cảm thấy sởn tóc gáy, ông già này ác quá đi. Quả nhiên không giống người thường, có điều mình uống viên hoàn này xong liệu có bị biến dị không? Nếu mà có gì dị thường, nhỡ may ông đây to lên thì làm thế nào? Con yên tâm, nhất định không có vấn đề gì đâu, nào nào nào, ta xem con uống. Lăng Nhật Thiên đợi chờ nhìn Tần Lâm, dù sao chuột bạch vẫn là chuột bạch, chỉ khi Tần Lâm uống viên hoàn đại lực mã nghĩ bách chiến bách thắng xong thì mới có thể kiểm chứng được sự nỗ lực của ông cụ không uổng phí. Mẹ nó, nếu không vì mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết, Tần Lâm thật sự nghĩ ông già này muốn hại anh. Đậu má, còn bắt mình uống trước mặt ông ấy nữa, tạo nghiệt mà. Con yên tâm đi Tiểu Tần, đan dược này không kinh khủng như con tưởng tượng đâu, con không cần sợ. Ta nhất định không lừa con đâu, đây là thành quả mà năm đó ta với cha con cùng hợp lực làm, cha con đã góp tất cả thảo dược quý giá, ta cố gắng tốn 10 năm trời mới điều chế được thứ này, con cứ yên tâm mà uống đi. Lăng Nhật Thiên càng nói vậy, Tần Lâm càng lo không biết ông cụ nói thật không. Viên đan dược này có tác dụng tẩy tinh phạt tủy, có thể đào thải tạp chất trong cơ thể ra ngoài, hơn nữa còn có thể nới rộng kinh mạch, quan trọng nhất là có thể kích phát tiềm năng vô hạn của cơ thể. Tiềm năng của con người là vô hạn, hơn nữa viên hoàn này có thể khiến tiềm lực của con đạt đến đỉnh cao trước nay con chưa từng chạm đến. Sự cải tạo cơ thể con kết hợp với cả thiên phú của con sẽ khiến cho con trở nên vượt trội. Lăng Nhật Thiên lạnh lùng nói. Con đừng có mà không tin, con chuột bạch này là minh chứng rõ ràng nhất, con đã nhìn thấy con chuột bạch nào to lớn hung mãnh như này chưa? Nói thật nhé, cho dù là cháu gái ta cũng không nỡ cho con bé dùng. Bởi vì chỉ có một viên này nên ta mới một mực giữ lại cho Tần Trì, nhưng tên này mãi mà chẳng trở lại, mà con cũng giống như cậu ấy, ta muốn coi như là ta đã tặng cho cậu ấy rồi, mà có tặng cho cậu ấy, Tần Trì cũng sẽ đem viên đan dược này cho con, thế nên ta cho con luôn cho nhanh. Tẩy tinh phạt tủy, kích phát tiềm năng. Chẳng mấy chốc, viên đan dược đã đi vào cơ thể anh, Tần Lâm cảm giác được một nguồn năng lượng nóng bỏng không ngừng toát ra từ bụng anh. Nhiệt lượng ngày càng lớn. Thậm chí khiến Tần Lâm mồ hôi đầy đầu, nguồn nhiệt lượng này khiến anh cảm giác như mình sắp nổ tung vậy, đau khổ quá. Viên đan dược này chẳng nhẽ muốn hại chết mình sao? Trong lòng Tần Lâm nổi lên sóng gió, anh không thể lý giải nổi nguồn năng lượng này, dòng nhiệt lượng này cuối cùng cũng đi xuống tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, lan ra toàn cơ thể, khiến Tần Lâm khiếp sợ, cơ thể anh cũng run rẩy. Có vẻ như hiệu quả của thuốc được phết, Lăng Nhật Thiên kích động nói. Lúc này ông có thể thấy được Tần Lâm dường như vô cùng đau đớn, nhưng anh vẫn đang cố gắng. Ông cụ ngồi cạnh Tần Lâm, ông có thể cảm nhận được nguồn nhiệt kinh khủng phát ra từ cơ thể anh, có thể thấy được bên trong cơ thể Tần Lâm bây giờ vô cùng nóng, nhưng đây là công hiệu của viên hoàn đại lực mã nghĩ bách chiến bách thắng. Năm xưa khi Lăng Nhật Thiên cho chuột bạch uống thử viên đan dược này, ông cụ cũng đã thấy cảnh này, ngay cả chú chuột bạch bé nhỏ còn vượt qua được nói chi là Tần Lâm. Nhóc con! Con đừng có làm ta thất vọng đấy. Lăng Nhật Thiên lầm bầm nói, nếu như Tần Lâm có thể thành công, thì điều đó là niềm vinh dự cả đời của ông, hơn nữa cũng được coi là đã thể hiện cho Tần chỉ thấy thành quả của mình, quan trọng nhất là tâm huyết nửa đời của ông cụ đã được kiểm chứng. Tần Lâm như một tác phẩm nghệ thuật mà ông cụ dồn hết tâm huyết để tạo ra, còn cuối cùng có thành không hay không thì phải xem may mắn của ông thế nào. Lúc này Tần Lâm vô cùng khiếp sợ, tác dụng của thuốc thực sự quá mạnh. Nhiệt lượng kinh khủng không ngừng lan khắp tứ chi bách hài của anh, tác dụng của thuốc trong tứ chi bách hài là sự thể hiện của viên hoàn này, anh hoàn toàn không ngờ viên đan dược này lại kinh khủng đến thế. Nhưng bây giờ kinh mạch của Tần Lâm đã được mở rộng bởi hai thuật luyện khí, nên đã mạnh lắm rồi, vậy nên khi đối mặt với tác dụng mạnh mẽ của đan dược, Tần Lâm vẫn bình tĩnh như vậy, nếu không với dược tính mạnh mẽ như thế chắc khiến Tần Lâm kêu trời kêu đất rồi. May mà như vậy. Tần Lâm vẫn cảm thấy có một luồng nhiệt đập vào mặt, anh chẳng thể nói được gì nữa, đan điền sắp nổ tung rồi. Nhưng Tần Lâm đâu còn tâm tình để ý mấy thứ này, nếu như anh mà phân tâm thì tình cảnh của anh sẽ càng nguy hiểm hơn. Bây giờ anh không ngừng sử dụng hai phương pháp luyện khí tam phong luyện khí thiên và khí công côn luân mới có thể dần khai thông được dược tính kinh khủng của thuốc. Dược tính kinh khủng như này giống như máu loãng vậy, dường như nó đã dung hợp làm một với Tần Lâm. Cứ tiếp tục như vậy cơ thể anh sẽ mạnh lên rất nhiều. Sức mạnh của dược tính không ngừng tăng lên, không hề thuyên giảm, hơn nữa ánh mắt của Tần Lâm càng ngày càng hưng phấn, bây giờ anh tin rồi, viên đan dược này thật phi phàm. Lăng Nhật Thiên quả nhiên không lừa anh.
Dược hiệu dâng trào không ngừng chảy trong cơ thể Tần Lâm, nguồn sức mạnh kinh khủng cứ thế sinh ra. Trong lòng Tần Lâm vô cùng kích động, bởi vì nguồn sức mạnh này tràn đầy khí thế, không ngừng chảy trong cơ thể anh, càng ngày càng mạnh giống như nước sông vậy, mãi mãi không dứt. Tần Lâm cảm giác được kinh mạch của mình càng ngày càng được nới rộng, hơn nữa sức mạnh càng ngày càng mạnh, cuối cùng tất cả năng lượng đều tràn vào trong đan điền, lần lượt lột xác, lần lượt đánh vào. Loại cảm giác này giống như tẩy tinh phạt tủy, khiến cho cơ thể anh càng ngày càng mạnh, từng bước hoàn thành buổi lễ rửa tội. Đây là điều Tần Lâm trước đây chưa từng nghĩ đến, viên hoàn này thực sự kỳ diệu, cảm giác này khiến anh không nói rõ được, nhưng nguồn năng lượng trong cơ thể anh càng ngày càng kinh khủng, khí linh được trữ trong đan điền càng ngày càng nhiều. Tần Lâm bây giờ cảm giác cơ thể mình nhẹ nhàng hơn nhiều, thậm chí một quyền đánh ra khẻo còn mạnh hơn ông trời. Hơn nữa, cảm giác này mãi không ngừng được, viên hoàn này vẫn tiếp tục đánh vào kinh mạch cuối cùng của Tần Lâm, cũng chính là đốc mạch. Trước đây Tần Lâm đã thử nhiều lần nhưng không thành công, đột phá của đốc mạch là khát vọng của Tần Lâm, mà một khi đã thông được đốc mạch, anh sẽ trở thành cao thủ bát mạch, lúc đó anh sẽ hoàn toàn thoát khỏi hàng ngũ cao thủ tầm thường, cao thủ bát mạch chắc chắn không phải thứ mà người bình thường đạt đến. Thiên phú rất quan trọng, cố gắng nỗ lực cũng rất quan trọng, thiếu một thứ cũng không được, nếu anh đột phá được bát mạch thì khi đối phó với Long Phù Đồ, anh cũng tự tin mình có thể đánh bại ông ấy. Có điều bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm với anh, có thể đả thông được bát mạch hay không thì còn phải xem công hiệu của viên hoàn đại lực mã nghĩ bách chiến bách thắng liệu có thể giúp anh bách chiến bách thắng không. Mà người sốt ruột nhất bây giờ lại là Lăng Nhật Thiên, cho dù là Tần Lâm chắc cũng không sốt ruột đến vậy, nếu như Tần Lâm gặp phải chuyện gì chắc lương tâm cả đời của ông cụ sẽ bất an lắm, ông cũng không biết ăn nói thế nào với Tần Trì. Mẹ nó, đột phá cho ta. Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi không ngừng đột phá kinh mạch này, đến cuối cùng anh nhất định phải đả thông được bát mạch, cao thủ bát mạch mới có thể được xứng danh là đệ tử của Côn Luân. Mặc dù anh chưa từng quyết tử một trận với Long Phù Đồ và bố mình, nhưng bọn họ chắc chắn đều là cao thủ bát mạch. Ánh mắt của Tần Lâm rực lửa, nội tâm kiên định như sắt thép. Lúc này một nguồn năng lượng trong cơ thể không ngừng thay đổi kỳ kinh bát mạch của Tần Lâm. Bảy kinh mạch tràn ngập khí tức kinh khủng không gì sánh bằng. Càng ngày càng hung hăng. Mạch thứ 8 đốc mạch dưới sự tấn công của 7 mạch còn lại như đê vỡ vì lũ vậy. Cuối cùng Tần Lâm cũng đã đột phá. Tần Lâm vô cùng kích động, anh đột phá thành công bát mạch rồi, một khắc kia, kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách mạch đều nối liền với nhau, dường như không còn tí trở ngại nào nữa. Tần Lâm nắm chặt hai tay, khí trong đan điền chảy với tốc độ kinh khủng, nó xông lên nắm đấm của anh. Một quyền đánh ra, lôi động núi sông. Dường như thiên địa cũng phải không ngừng run rẩy dưới nắm đấm của anh. Bởi vì giờ khắc này, anh có thể dễ dàng sử dụng kình khí trong cơ thể của mình, dễ dàng thu phát, thành thạo hơn nhiều so với ban đầu. Tần Lâm cảm giác được mình cuối cùng thay đổi triệt để rồi, bát mạch tương thông, hỗ trợ lẫn nhau, anh có thể tùy ý điều động khí trong khí hải đan điền, loại khí này chính là khí mà bọn họ tu luyện, khí động càn khôn, vừa động liền làm dung chuyển tứ phương tám hướng. Có vẻ như con thành công rồi, ha ha ha, được lắm, được lắm. Lăng Nhật Thiên dường như còn kích động hơn cả Tần Lâm, đan dược của ông cuối cùng cũng hiệu quả, sự nỗ lực của ông không uổng phí. Tần Lâm cười híp mắt nhìn Lăng Nhật Thiên. Thấy thế nào, ông già, có muốn đánh một trận không? Lăng Nhật Thiên hơi sửng sốt, đánh một trận, nhóc là đối thủ của ta chắc. Thằng nhãi này, mới đột phá liền muốn dùng ta để luyện tay. Con không biết tự lượng sức mình ghê, lão phu đã đột phá bát mạch được 20 năm rồi, con còn muốn đấu với ta á, ha ha ha. Tần Lâm thở dài một hơi. Thế người có dám đấu một trận không? Chẳng nhẽ người sợ bị con đánh cho một trận à, đến lúc đó thì mất mặt lắm. Con thấy người chỉ có chút xíu bản lĩnh thôi. Thằng nhãi, con nghĩ ta sợ con chắc, không biết trời cao đất dày, có vẻ như ta phải dạy cho con một bài học. Vậy thì đấu thôi. Con muốn xem rốt cuộc người đỡ được mấy quyền của con. Tần Lâm hứng thú bừng bừng, cơ thể của anh lúc này vô cùng đói khát, anh cũng ngứa tay lắm rồi, bây giờ anh chỉ muốn tìm một đối thủ thực sự để đánh một trận ra trò thôi. Có chút tài lẻ mà định múa rìu qua mắt thợ hả? Con còn non lắm, cho dù đã là cao thủ bát mạch nhưng con còn lâu mới là đối thủ của ta. Cũng chưa chắc đâu, tiếp chiêu. Tần Lâm không hề do dự mà ra tay, anh xông thẳng về phía Lăng Nhật Thiên. Sức mạnh kinh khủng tựa như rời non lấp biển không ngừng tuôn ra,
quyền đầu nặng cả ngàn cân ép sát đối phương. Thế tấn công của Tần Lâm vô cùng hung ác, cũng vô cùng bá đạo, anh dùng khí thế hung mãnh nhất để đối đầu với Lăng Nhật Thiên. Cách này khiến Tần Lâm đạt được lợi ích lớn nhất, đối mặt với thế tấn công điên cuồng của anh, sắc mặt của Lăng Nhật Thiên dần nghiêm túc hẳn. Vốn chỉ định đánh chơi với Tần Lâm một tí nhưng bây giờ có vẻ như thằng nhãi này muốn tốc chiến tốc thắng đây, như thế thì chẳng phải đang coi thường lão phu đây sao, còn lâu nhé. Lăng Nhật Thiên còn lâu mới cúi đầu nhận thua, lúc này ông bắt đầu tung nắm đấm về phía anh, quyền quyền va vào nhau, hai người đánh tới đánh lui, vô cùng kinh khủng. Cuối cùng thì cửa gỗ cũng bị hai người đạp rớt, chiến trường chuyển ra bên ngoài. Hai người nghênh đón gió tuyết, đứng trên đỉnh núi quyết chiến một trận. Với Tần Lâm và Lăng Nhật Thiên, trận chiến này vô cùng quan trọng, một người muốn chứng minh thực lực của mình sau khi đột phá, người kia lại quyết không chịu thua, dù sao cũng là sư thúc tổ của núi Côn Luân, nếu mà thua thì mất mặt chết mất. Bốp, binh, bốp, từng quả đấm của Lăng Nhật Thiên rơi xuống, như cuồng phong vũ bão vậy, Tần Lâm đúng là hơi xem thường ông cụ rồi, sức chiến đấu của ông không hề kém hơn anh, không ngờ ông lão hơn 70 tuổi này lại có khí lực tương đương với anh, đúng là quá khiếp sợ. Nhưng đối với Lăng Nhật Thiên mà nói, Tần Lâm mới là cơn ác mộng trong sâu thẳm tâm trí ông. Bây giờ thằng nhãi ấy không trở lại, con trai nó lại muốn bắt nạt ta. Không có cửa đâu. Nhưng lòng tin của ông cụ ngày càng giảm dần, tâm cũng dần dao động. Dẫu sao ông cũng đến tuổi này rồi, giao chiến hồi lâu với Tần Lâm cũng khó chiếm được ưu thế. Bây giờ Tần Lâm đổi khách thành chủ, Lăng Nhật Thiên biết hôm nay khó thắng dễ thua rồi. Nhưng khiến Lăng Nhật Thiên kinh ngạc là Tần Lâm lại lựa chọn rút lui. Sự xuất hiện của Lăng Dật Nhiên đã khiến Tần Lâm quyết định không sống mái một trận với ông cụ nữa, dù sao anh cũng thử nghiệm được năng lực của mình rồi, có đánh nữa cũng vô nghĩa. Lúc này, trọng quyền của hai người lui dần, khóe miệng của Tần Lâm khẽ nhếch lên, dù sao anh có thể đột phá được bát mạch cũng nhờ vào Lăng Nhật Thiên, nếu không có ông sao anh đột phá được chứ. Người thắng, sư thúc tổ. Lăng Dật Nhiên thở phào nhẹ nhõm, may mà cô kịp thời xuất hiện ngăn cản bọn họ đánh nhau. Hai người hù chết cháu rồi, ông nội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao hai người lại đánh nhau? Mà đánh kiểu vậy cũng không giống so tài. Tần Lâm khẽ mỉm cười nhìn Lăng Dật Nhiên, bọn tôi so tài mà, có điều sư thúc tổ và tôi khá nghiêm túc rồi, nên cô mới tưởng chúng tôi muốn đưa nhau vào chỗ chết. Lăng Nhật Thiên tự tin nói. Đúng. Chứ không cháu nghĩ ông thua được thằng nhóc này chắc. Hừ hừ, ông nội dù tuổi đã cao nhưng không phải ai cũng đánh bại được ông đâu. Trên thực tế, Lăng Thật Thiên biết nếu như đánh tiếp, ông chắc chắn không phải đối thủ của Tần Lâm. Đương nhiên nếu đây là cuộc chiến sinh tử, ai chết ai sống cũng khó nói lắm. Có điều bọn họ đâu thể sống mái với nhau một trận được. Nếu không từ lúc vừa mới bắt đầu, Lăng Nhật Thiên đã tung sát chiêu không cho Tần Lâm cơ hội để mà quyết chiến đến lúc này. Mà với Tần Lâm, anh còn chưa nắm rõ thực lực của mình, mà dù có đánh đến cùng với sư thúc tổ cũng chưa chắc đã nắm hết được. Có điều dù anh có lợi hại hơn thì cũng không phải đối thủ của Lăng Nhật Thiên, bởi vì anh có thể đạt được đến như này là nhờ Lăng Nhật Thiên giúp anh, cho dù anh có vô địch thiên hạ thì anh cũng không sánh bằng ông cụ được. Đa tạ sư thúc tổ. Tần Lâm khom người tạ ơn Lăng Nhật Thiên, dù ông không phải sư phụ của anh nhưng sức mạnh mà ông cho anh, không ai có thể sánh được. Lăng Nhật Thiên khẽ vuốt cằm, trẻ con dễ dạy. Không tồi, thực lực của con khéo hơn cha con rồi. Bây giờ con đã đạt đến đỉnh cao năm xưa ta muốn cha con đạt đến, viên hoàn đại lực mã nghĩ bách chiến bách thắng này có vẻ như có công dụng kỳ diệu thật. Tần Lâm, anh đột phá à? Lăng Dật Nhiên cũng chú ý tới lúc này Tần Lâm ung dung hơn như gió phiêu giật, thực lực của anh chắc chắn đã lên đến đỉnh cao mà trước nay anh chưa từng chạm tới. May mắn thôi, nhờ có sư thúc tổ cả. Ha ha ha. May mắn chỉ là một yếu tố của thực lực thôi, Tần Lâm, con không cần khiêm tốn, ta tin thằng cha con không bằng con đâu. Lăng Nhật Thiên vô cùng vui mừng, đối với Tần Trì mà nói, Tần Lâm mạnh mẽ hơn ông ấy lại càng vui. Lòng Tần Lâm tràn đầy ý chí chiến đấu, anh cũng không cần thiết ở lại chỗ này cho nên việc đầu tiên này làm là tạm biệt hai ông cháu rồi rời khỏi lưng núi phía sau, về lại vùng trung tâm núi Côn Luân. Chấm chấm chấm. Sau khi Tần Lâm trở lại động phủ của mình đã là ban đêm, lúc này anh mới nhớ đến, hình như anh đã quên mất thứ hai, thứ tư, thứ sáu chủ nhật là ngày luyện công. Kệ đi, không muốn, ngủ một giấc rồi tính sau. Tần Lâm duỗi người, sau đó xuống suối băng tắm, rửa trôi bùn đất trên người,
lúc này mới cảm thấy khoan khoái. Viên hoàn kia có công dụng tẩy tinh phạt tủy, ép không ít chất bẩn ra khỏi cơ thể, bây giờ cơ thể anh nhẹ nhàng vô cùng. Sau khi làm một giấc, Tần Lâm phát hiện ra trước hang động có tiếng cãi vã. Anh duỗi người đi ra ngoài nhìn, lập tức bị sợ hết hồn, ủa sao có tận mấy chục người tụ tập chỗ mình vậy? Có vẻ như người đến chẳng có ý tốt gì. Lâm Sư Huynh, chuyện này. Tần Lâm nhíu mày, thấy Lâm Trung Nghĩa, Lâm Sư Huynh cũng ở đây, có điều lúc này sắc mặt anh ta vô cùng khổ sở, dường như không thể diễn tả bằng lời được. Tần Lâm nhảy xuống, nhưng có vẻ như ở đây có 40-50 người, tỏ vẻ cao ngạo, như đến trinh phạt mình vậy. Các vị Sư Huynh, có chuyện gì vậy? Tần Lâm lạnh lùng nói, anh không thù không oán với mấy người này, thậm chí còn chưa từng gặp họ, nhưng họ lại vô cùng thận trọng với anh, thậm chí còn tức giận nhìn anh. Tần Lâm nhíu mày, nhưng dù đông người như vậy, anh cũng không sợ. Cậu ta khinh chấp pháp đường, muốn chết à? Tần Lâm khẽ mỉm cười. Có muốn chết hay không anh là người rõ nhất, mặc dù tôi vắng mặt buổi tu luyện nhưng tôi không hề lơ là việc tu luyện, anh đừng có chọc tôi, nếu không anh không chịu được hậu quả đâu. Trương Quốc Phong mặt mày âm trầm, trầm giọng nói. Khốn khiếp, cậu là cái thá gì, mới vào Côn Luân mấy ngày mà nghĩ mình vô địch thiên hạ à? Cậu nghĩ tôi không dám ra tay chắc? Lâm Sư Huynh, anh cũng thấy đấy, tên này không định đi theo chúng tôi, vậy nên chúng tôi cũng không cần nể mặt anh. Tần Lâm biết rất rõ những người này nhất định là do nhị sư bá tìm đến, cho dù không phải thì ông ta cũng không tránh khỏi liên can. Lúc trước anh đã liên tục đánh bị thương đệ tử của ông ta, có lẽ lần này ông ta đã thực sự tức giận nên muốn báo thù anh. Ngay cả Lâm Sư Huynh cũng đành bất lực, chuyện này đã bị đưa lên chấp pháp đường, cho nên ngay cả anh ta cũng không thể làm gì được. Mục đích của chấp pháp đường là muốn Tần Lâm cúi đầu, khiến anh ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Tần Lâm đương nhiên không phải là người dễ nhịn nhục chịu đựng như vậy, chỉ cần anh nhìn không thuận mắt thì anh sẽ không để cho bất kỳ ai xuất hiện trước mắt mình. Mau xin lỗi các vị sư huynh đi Tần sư đệ, nếu không thì đệ sẽ phải chịu tội đấy. Lâm Trung Nghĩa khuyên bảo can ngăn, dù sao Tần Lâm cũng là sư đệ của anh ta, nếu như anh bị bắt đi như thế này thì thể diện của sư phụ cũng không được dễ coi cho lắm. Bây giờ Tần Lâm đã trở thành mục tiêu của tất cả mọi người, hơn nữa người của chấp pháp đường lại một mực đòi trị tội anh, bây giờ anh đã không còn đường lui nữa rồi. Lâm Trung Nghĩa không thể đánh bại ai trong ba người này, vậy nên anh ta mới phải xuống nước. Tần Lâm tỏ ra lạnh lùng không chút sợ hãi khi đối mặt với bọn họ, lúc này bọn họ đang muốn ép anh đến đường cùng, vậy nên mới để ba vị cao thủ của chấp pháp đường này đến tìm anh tính sổ. Không cần các người cho tôi mặt mũi. Chỉ cần các người tự lo thân mình là được, thật sự đừng ép tôi, có khi tôi sẽ đánh chết các anh đấy. Ha ha ha, thật là nực cười, chỉ dựa vào cậu. Lại còn muốn chấp pháp đường bọn tôi phải cúi đầu sao? Muốn chết à? Tôn Dương Kỳ tức giận nhìn Tần Lâm, ánh mắt như điện, khí thế hừng hực, sát khí ngút trời. Chấm. Tên này cũng quá kiêu ngạo rồi đó. Ăn nói ngông cuồng, lại còn muốn đánh chết bọn tôi sao? Ha ha ha, đúng là quá nực cười. Thằng nhóc ngông cuồng, tuổi còn nhỏ mà khẩu khí lớn quá nhỉ, không sợ bị gió cắt đứt lưỡi à? Có rất nhiều người ở cạnh hóng hớt, Tần Lâm vừa vào núi đã cướp mất miếng ăn của bọn họ, lại còn lếu láo, không coi các sư huynh ra gì nên bọn họ mới vô cùng gai mắt, hận không thể đá anh ra khỏi Côn Luân. Nhưng cái gọi là sự phẫn nộ của mọi người chẳng qua chỉ là do chấp pháp đường và Diệp Toàn Cơ bắt tay với nhau mà thôi. Hơn một nửa số người bọn họ còn không thèm quan tâm đến chuyện này, bọn họ chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là tu luyện. Đây là điều mà không ai muốn nhìn thấy, ai ai cũng có trách nhiệm khi đánh Tần Lâm, nhưng nó lại trở thành khẩu hiệu của bọn họ. Nhưng Tần Lâm cũng không phải kẻ tầm thường, đương nhiên anh sẽ không nhượng bộ, huống chi anh chẳng phải là người có lỗi. Muốn đẩy tội cho tôi, muốn tôi tâm phục khẩu phục thì cứ đánh thắng tôi đi. Tần Lâm lạnh lùng nói. Không phải anh không coi ai ra gì, càng không phải kiêu ngạo, mà là những người này hoàn toàn không đáng để anh tôn trọng. Nếu muốn bọn họ phục thì chỉ có đánh thắng bọn họ mà thôi. Trương Quốc Phong bước tới, đối mặt với Tần Lâm, đằng đằng sát khí. Trương Sư Huynh, Huynh phải dạy cho cậu ta một bài học, đệ tử Côn Luân chúng ta không phải ăn chay đâu. Xử cậu ta là xong, đừng để cho cậu ta có cơ hội lật mình, nếu không thì các sư huynh đệ chúng ta sẽ bị cậu ta dắt mũi mất. Có rất nhiều người hò hét phía sau, nhưng cũng có người không thèm quan tâm, bọn họ đều hy vọng Tần Lâm có thể bị phạt,
coi như đã vừa lòng bọn họ. Trận chiến quyết định với Tần Lâm sắp xảy ra, bây giờ Tôn Dương Kỳ, Trương Quốc Phong và Vương Toàn Quý đã rất háo hức muốn chiến một trận. Tần Lâm thủ thế, cười híp mắt nói. Bớt nói nhảm, ra tay đi. Lâm Trung Nghĩa trầm giọng nói. Thực lực của tam kiếm khách của chấp pháp đường vô cùng mạnh, đệ phải cẩn thận đấy. Tần Lâm tự tin nói. Lâm sư huynh yên tâm, đệ sẽ không để sư phụ mất mặt đâu. Lâm Trung Nghĩa bất lực lắc đầu, chỉ mong Tần Lâm không thua thảm hại quá, thực lực của ba người này nằm trong top 20 các đệ tử ở Côn Luân, cho dù là Triệu Vô Cực hay Lâm Trung Nghĩa thì cũng không so được với họ. Ba người này mà kết hợp với nhau thì đúng là thế trận hoàn mỹ. Tôn Dương Kỳ, Vương Toàn Quý, Trương Quốc Phong nhìn nhau, mặt mày nghiêm túc, bọn họ biết thực lực của Triệu Vô Cực, hơn nữa lúc trước Triệu Vô Cực cũng đã nói cho họ biết Tần Lâm không đơn giản. Mặc dù bọn họ mạnh hơn Triệu Vô Cực một chút nhưng cũng chưa đạt đến mức hoàn toàn coi khinh anh ta. Để cẩn thận, ba người quyết định cùng nhau đối đầu với Tần Lâm, chỉ cần có thể đè đầu được anh là đủ rồi. Tôn Dương Kỳ dẫn đầu tung đòn, trọng quyền đánh ra, vừa ra tay liền ra oai phủ đầu Tần Lâm, từng bước ép sát, quyền quyền đấm vào da thịt, dường như phải đè bằng được Tần Lâm xuống đất. Hai người kia cũng ngay lập tức tiến lên đón đầu, ba đánh một, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Tần Lâm vẫn ung dung không vội, mỉm cười bình tĩnh, thực lực của ba tên này hình như đã đạt đến đỉnh cao của thất mạch, nhưng điều đó cũng có nghĩa không ai trong số họ là cao thủ bát mạch. Mà với Tần Lâm mà nói, thế thì quá đơn giản, không có cao thủ bát mạch, anh cũng chẳng phải lo. Tần Lâm lấy lui làm tiến, quyết chiến với ba người. Ba người họ đều đã chuẩn bị từ trước, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng thủ đoạn của Tần Lâm thực sự khiến họ khiếp sợ. Tốc độ của anh quá nhanh. Bọn họ chẳng thể bắt được anh, hơn nữa cơ thể còn rất dẻo dai, có thể khiến anh phát huy đến trình độ cao nhất, khiến bọn họ không thể đuổi kịp. Mặc dù Tần Lâm bị động nhưng vẫn có thể dắt mũi họ, cảm giác này quả thật khiến cho người ta bất lực. Lâm Trung Nghĩa sững sờ, thực lực của Tần Lâm lại tăng lên rồi. Mạnh quá! Lần này ba chọi một, bên nào thắng bên nào thua cũng khó nói đây. Ánh mắt của Tần Lâm vô cùng nóng bỏng, ba người này không tính là mạnh. Nếu như là trước khi đột phá bát mạnh có lẽ anh còn cần cẩn thận khi đối đầu với họ, thậm chí còn rơi xuống thế yếu, dẫu sao ba người này đã đạt đến đỉnh của thất mạch, lúc nào cũng có thể đột phá bát mạch. Đương nhiên, có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, cũng có thể là cả đời. Tần Lâm chiến đấu kịch liệt hồi lâu với ba người, thong dong như đi chơi, đùa bỡn ba người trong tay, bọn họ chẳng làm gì được anh. Xông lên cho tôi, chọn đúng thời cơ để tung sát chiêu. Không được để cậu ta làm càn ở núi Côn Luân. Trương Quốc Phong trầm giọng quát, mắt sắc như dao, không hề kiêng dè mà lao về phía Tần Lâm. Gã biết rõ thực lực của Tần Lâm không đơn giản nếu như không mau chóng giải quyết anh, rất có thể họ sẽ bị anh đánh bại. Mà Tôn Dương Kỳ và Vương Toàn Quý lại không hề lui lại, bọn họ nổi giận gầm lên lao tới. Tôn Dương Kỳ mạnh mẽ kéo theo Vương Toàn Quý ở sát phía sau, họ nhất định phải cho Tần Lâm một kích chí mạng. Nếu không vết thương của Trương Quốc Phong coi như lãng phí. Nhất định phải thừa dịp hỗn loạn để ra tay, không cho anh có bất kỳ cơ hội phản đòn nào. Nhưng bọn họ hiển nhiên đã xem thường Tần Lâm, anh cười khẩy một tiếng, hai tên này còn muốn báo thù cho Trương Quốc Phong nhỉ, vậy các người cút cho tôi. Tần Lâm tức giận tung quyền, lại sử dụng cửu tự chân ngôn. Minh tự quyết, đại kim cang luân ấn. Song ấn xuất hiện, đánh trúng hai người họ, bọn chúng bay ra xa. Máu tươi lộ rõ trên nền tuyết trắng, vết thương của bọn họ thậm chí còn nặng hơn Trương Quốc Phong. Trời má, ấn quyết kinh khủng quá, công phu gì đây? Đúng vậy, tôi chưa từng nghe thấy có cái ấn quyết kinh khủng thế này, bọn Tôn Dương Kỳ cũng không chịu nổi nữa kìa. Không ít người không khỏi hít sâu một hơi lạnh, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, thủ đoạn của Tần Lâm khiến bọn họ ngạc nhiên, ngay cả tam kiếm khách của chấp pháp đường cũng bị đánh tơi bời, toàn thân đầy vết thương, kinh khủng quá. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Tần Lâm, 40-50 người ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ ghét cay ghét đắng Tần Lâm. Tần Lâm quá mạnh, bọn họ không thể không cúi đầu trước anh, vậy nên bọn họ muốn bắt Tần Lâm cút khỏi Côn Luân, sự xuất hiện của anh khiến lòng họ khó yên. Các huynh đệ còn chờ cái gì nữa? Mau xông hết lên cho tôi. Chẳng nhẽ mọi người muốn bị cậu ta dẫm đạp dưới chân à? Chẳng nhẽ mọi người muốn bị một tên ngoại lai bắt nạt như vậy sao? Ai có thể đánh thắng được Tần Lâm, chấp pháp đường chúng tôi sẽ có thưởng. Tôn Dương Kỳ mặt mày tức giận nói,
nhưng cả ba người bọn họ đều mất đi sức chiến đấu rồi, thương thế trên người họ chắc 2 tháng sau cũng không lành được. Tần Lâm lấy 1 địch 3, đánh cả ba bọn họ bị thương, đây là kết quả không ai lường trước được. Tần Lâm cũng mặt mày âm trầm, mấy người đã muốn giết tôi, chẳng nhẽ tôi còn ngồi chờ chết. Một đám khốn khiếp, bây giờ Tôn Dương Kỳ lại xúi giục mọi người đối phó với Tần Lâm, chuyện này đã không còn đường lui nữa, hơn nữa chấp pháp đường là biểu tượng của chính nghĩa, quy tắc của núi Côn Luân. Dưới sự xúi giục của ba người, mấy chục sư huynh sư đệ quyết định ra tay, từng bước ép sát, bao vây Tần Lâm. Tần Lâm cười khẩy, lúc mới đầu, anh đâu ngờ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, không ngờ dưới sự xúi giục của đám Tôn Dương Kỳ, đám người này lại dám tấn công anh. Ra tay đi, tôi muốn xem liệu mấy người có thể đánh bại được tôi không. Trong mắt Tần Lâm tràn ngập sát khí, vừa hay anh cũng muốn thử xem thực lực của mình đến đâu. Anh đã đột phá bát mạch, khi đấu với Lăng Nhật Thiên, anh đương nhiên không thể nặng tay được, hơn nữa ba kiếm khách của chấp pháp đường cũng chả là cái quái gì cả, cho nên lúc này Tần Lâm không hề nổi giận, ngược lại còn thấy vui, càng thấy hưng phấn muốn phân cao thấp với bọn họ. Chiến đấu mới là thứ anh thích nhất. Cho dù cậy đông hiếp yếu anh cũng không sợ. Còn không mau ra tay, mấy người định đợi đến bao giờ nữa? Tôn Dương Kỳ tức giận hét lên, mọi người xông về phía Tần Lâm, lúc này trận chiến như cung đã lên dây. Dừng tay, mấy người định làm gì vậy? Lâm Trung Nghĩa mặt mày buồn rầu, trầm giọng hét. Nhưng không ai thèm nghe Lâm Trung Nghĩa nói, bởi vì mấy người này đã nhắm thẳng vào Tần Lâm rồi. Thực lực của Tần Lâm đương nhiên rất mạnh. Phải chiến đấu với nhiều người như vậy, anh cũng khá lo lắng. Nhưng vậy thì càng hưng phấn, trận chiến như này đâu có nhiều. Đây là cơ hội hiếm có khó tìm để luyện tập. Có điều Lâm Trung Nghĩa lại cảm thấy vô cùng lo lắng, anh ta đã chuẩn bị xong hết, nếu Tần Lâm bị thương thì thôi, nhưng nếu nguy hiểm đến tính mạng, anh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây dù sao đây cũng là trách nhiệm của sư huynh, nhưng bây giờ Tần Lâm không có ý định nhân nhượng, càng không định nhận thua. Tam kiếm khách của chấp pháp đường trong mắt Tần Lâm cũng chỉ là đá mài đao. Anh luôn có lòng tin mình có thể chiến đấu đến cùng. Đây là lúc để Tần Lâm thể hiện sức mạnh của mình, nếu có thể thắng được trận chiến này, sau này địa vị của anh ở núi Côn Luân sẽ hoàn toàn vững chắc, đến lúc đó sẽ không có ai dám kiêu ngạo với anh như vậy nữa. Núi Côn Luân là một nơi có luật lệ, bọn họ muốn mình trở thành luật lệ ở đây, nhưng Tần Lâm đã phá vỡ tất cả kế hoạch của bọn họ nên anh mới trở thành cái gai trong mắt. Biểu hiện rõ nhất chính là viên hoàn đại lực mã nghĩ bách chiến bách thắng, sức mạnh hiện tại của Tần Lâm nhất định đã ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Để tôi xem thử cậu Châu đến đâu. Tôn Dương Kỳ chế nhạo, tình huống của Tần Lâm bây giờ đã không mấy lạc quan, một mình anh làm sao có thể địch lại nhiều người như vậy chứ? Lâm Trung Nghĩa vô cùng lo lắng, không ai ngờ lúc này Tần Lâm lại không những không rơi vào thế bị động, mà ngược lại càng ngày càng hung tợn hơn. Từ sự nghiêm trọng ban đầu đã chuyển sang thận trọng, rồi lại bình tĩnh, Tần Lâm lao từ trái sang phải, sức chiến đấu kinh người, từng sư huynh đệ một lần lượt ngã xuống, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, thương thế vô cùng nghiêm trọng, cán cân thắng lợi lúc này đang nghiêng dần về phía Tần Lâm. Chiến đấu với người khác cũng là một cách giúp bản thân anh tiến bộ nhanh chóng. Hơn 40 người đã ngã xuống trong vòng chưa đầy 20 phút, những người còn lại thì tái mét trong sợ hãi. Sắc mặt tất cả mọi người đều sa sầm, tràn đầy hoảng sợ, người run lẩy bẩy, bởi vì thực lực của Tần Lâm quá sức đáng sợ. Sắc mặt của Tôn Dương Kỳ và những người khác càng thêm khó coi, mặc dù hiện tại thể lực của Tần Lâm đã giảm đi rất nhiều, thế nhưng những kẻ nòng cốt đều bị anh đánh tan, hoàn toàn không thể kết hợp lại được nữa. Ngược lại, Tần Lâm càng ngày càng dũng mãnh dốc hết sức lực. Đương nhiên anh cũng phải trả giá đắt, vết thương trên người cũng không nhẹ. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì sẽ hao tổn không ít, nhưng một mình Tần Lâm đã đánh nhiều người như vậy, đương nhiên mấy kẻ còn lại cũng không dám tiếp tục xông lên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất có thể tất cả bọn họ đều sẽ bị đánh ngã, không một ai có thể biết được Tần Lâm có thể trụ được bao lâu. Tôi không muốn lên đâu, tôi không muốn phải nằm trên giường 3 tháng. Tên này là quỷ sao? Chúng ta nhiều người như vậy mà vẫn không đánh bại được cậu ta à, má nó. Mọi người dương mắt nhìn nhau. Trong lòng đều tỏ ra kháng cự, không một ai muốn trở thành đối thủ kẻ bại trận dưới tay Tần Lâm. Tinh thần chiến đấu của Tần Lâm lại không hề yếu đi, cho dù lúc này anh đã bị thương, nhưng chuyện này vẫn không thể hạn chế được anh. Chiến, chiến, chiến. Hai mắt Tần Lâm đỏ như máu,
hừng hực khí thế chiến đấu. Mau dừng tay. Một tiếng quát lớn vang lên bên tai Tần Lâm, anh chỉ thấy một bóng người nhanh nhẹn, đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, ông ta chưởng ra một phát, nhanh như điện xẹt, lập tức ép sát Tần Lâm. Bịch bịch bịch. Cả hai đấu với nhau hơn 10 chiêu, một quyền một chưởng, ngang tài ngang sức, một người đàn ông trung niên mặc áo dài trắng, dáng người nho nhã, đang đứng khoanh tay, lập tức sắc mặt mọi người liền trở nên vô cùng trang nghiêm. Cửu sư thúc. Nhiều người tỏ ra hết sức kinh ngạc, không ai nghĩ rằng trận chiến giữa hai bên đã làm kinh động đến các sư thúc sư bá, người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt chính là cửu sư thúc của bọn họ, Đằng Thiên Sơn. Người đàn ông trung niên kia lạnh lùng nhíu mày, Tần Lâm này thật sự là không tầm thường, cậu ta lại có thể đánh ngang với mình, tuy ông ta không dùng hết sức, nhưng Tần Lâm cũng đã bị thương nặng, vậy mà hai người đã chiến đấu qua lại hơn 10 chiêu mà anh vẫn không biết mệt, thật không đơn giản chút nào. Cửu sư thúc, người đến đúng lúc lắm, tên này thật quá đáng, cậu ta không thèm xem ai ra gì, ngay cả ba vị sư huynh của chấp pháp đường cũng bị cậu ta đánh, đúng là không coi luật lệ ra gì mà. Đúng vậy sư phụ, người phải đòi lại công đạo cho chúng con. Nhiều người tỏ ra vô cùng kích động khi nhìn thấy cửu sư thúc Đằng Thiên Sơn xuất hiện. Cửu sư thúc, đệ tử bất tài, không bảo vệ được uy nghiêm của chấp pháp đường, xin cửu sư thúc trách phạt. Sắc mặt Tôn Dương Kỳ tái nhợt, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng, lần này cuối cùng hắn cũng đã nắm được ngọn cỏ cứu mạng rồi, bọn họ không có khả năng trừng phạt Tần Lâm, nhưng cửu sư thúc mà vẫn không được sao. Cửu sư thúc, ý của con không phải vậy, xin người hãy phân xét kỹ lưỡng, Tần Lâm cũng là do bất đắc dĩ mà thôi, nhiều người đánh cậu ấy như vậy, lẽ nào người lại bắt cậu ấy khoanh tay chờ chết hay sao? Lâm Trung Nghĩa nói, vậy ý cậu là ta không biết phân biệt trắng đen hay sao? Đằng Thiên Sơn cười nói, con không có ý đó, cửu sư thúc. Lâm Trung Nghĩa mặt mày chán nản, bây giờ anh ta có nói gì cũng vô dụng. Nhân chứng vật chứng đều ở đây, Tần Lâm thực sự đã đánh người, giờ có trăm cái miệng thì cũng không bào chữa nổi. Trương Quốc Phong nổi giận nói, lòng đầy căm phẫn đúng, Lâm Trung Nghĩa, anh là sư huynh của cậu ta, anh đương nhiên sẽ bào chữa cho cậu ta rồi, nhưng anh không thấy cậu ta đánh chúng tôi đến mức này sao? Đã bắt nạt chúng tôi đến mức này mà anh còn bao che cho cậu ta à? Vương Toàn Quý bị thương vô cùng nghiêm trọng, khàn giọng nói. Chẳng nhẽ cậu ta đánh chúng tôi nặng tay vậy mà anh còn cảm thấy cậu ta là người bị hại? Còn có thiên lý không? Lâm Trung Nghĩa, tôi nghĩ anh nghĩ mình là ông trời, coi khinh cả cửu sư thúc, bên của đại sư huynh quả nhiên không tầm thường, đúng là đệ nhất cao nhân, hừ hừ. Nếu như không phải do cậu ta vô cớ biến mất, không tham gia tu luyện, mới vào Côn Luân mà đã không thèm coi ai ra gì, đả thương các sư huynh sư đệ, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần, ai tin được cậu ta đến đây bái sư học nghệ chứ? Con nghĩ cậu ta chính là gián điệp của mấy môn phái khác đến. Người như vậy không thể giữ lại được, cửu sư thúc. Tôn Dương Kỳ nghiêm túc nói, mặt đầy vẻ không cam lòng, bây giờ Tần Lâm là cái gai trong mắt họ, hơn nữa còn đánh bọn họ thành ra như vậy, đi đâu nói phải nói trái đây. May mà cửu sư thúc kịp thời chạy tới, chủ trì công đạo giúp họ, nếu không hôm nay hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Các người ngậm máu phun người. Lâm Trung Nghĩa bất lực, mặt đầy khổ sở. Đằng Thiên Sơn nhíu mày, lạnh lùng nói. Cậu còn gì để nói không? Tần Lâm, cậu thân là đệ tử của đại sư huynh, con trai của ngũ sư huynh mà lại không biết điều, làm sằng làm bậy ở núi Côn Luân, mất hết mặt mũi của cha cậu, bây giờ còn đả thương nhiều sư huynh. Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy? Bây giờ cậu chỉ còn duy nhất một con đường, đó là khoanh tay chịu trói, về chịu tội với tôi. Nếu như tôi không đi, ông ép được tôi chắc. Ánh mắt Tần Lâm như lửa đốt, hung hãn nhìn Đằng Thiên Sơn, giờ khắc này, mọi người không ngờ được Tần Lâm không coi cửu sư thúc ra gì. Đằng Thiên Sơn giận dữ nhưng vẫn mỉm cười, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng đến phát sợ. Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Cậu có tin tôi có thể đánh cậu què cụt ngay tại đây rồi đuổi ra khỏi Côn Luân không? Đằng Thiên Sơn xông về phía Tần Lâm, sát khí lộ ra, hung hăng hơn nhiều so với đám Tôn Dương Kỳ. Đối mặt với kẻ địch mạnh, mắt Tần Lâm lóe sáng. Dừng tay! Một giọng nói yêu kiều vang lên, không ngờ trong tình hình nguy cấp, một bóng dáng xinh đẹp lại chặn lại thế tấn công của ông ta, mặt ông ta biến sắc, nhanh chóng thu tay. Là tiểu sư thúc? Đúng không? Ba người không đánh lại tôi sau đó còn xúi giục các sư huynh sư đệ ra tay với tôi, các người con là con người không?
Lăng Dật Nhiên chau mày, cười khẩy. Các người đến Côn Luân học nghệ cũng 8-10 năm rồi mà ngay mà một tiểu sư đệ mới nhập môn cũng không đánh lại, giờ còn kể khổ với tôi. Mấy người còn mặt mũi không? Mấy người ỷ đông hiếp yếu, bây giờ bị đánh còn ra vẻ tủi thân. Mấy người khiến tôi quá thất vọng. Sau này môn phái so tài, chẳng nhẽ núi Côn Luân lại phái mấy tên vô dụng như mấy người đi à? Thế thì thà tặng luôn chức quán quân cho người ta cho nhanh. Tần Lâm bị mấy người vây đánh, người ta còn chưa nói gì, đám phế vật mấy người đã kể khổ trước. Yếu thì phải chịu đánh, hơn nữa là do mấy người ra đòn trước mà, chuyện này mấy người đáng đời, tự làm tự chịu. Mọi người đều không dám nói gì vì Lăng Dật Nhiên hung dữ quá, thân phận của tiểu sư thúc và cả sự bá đạo của cô khiến không ai dám dây vào. Lúc này Đằng Thiên Sơn chỉ có thể cố gắng cãi lại. Dù thế nào, cậu ta cũng đã đánh các sư huynh sư đệ, thế là sai, chuyện này là sự thật. Tiểu sư muội, cho dù là muội thì cũng không thể đổi trắng thay đen như vậy được. Huynh thích tìm ai tính sổ thì tìm, Tần Lâm biến mất 2 ngày nay là vì đi hai thuốc với muội, chẳng nhẽ muội còn cần báo cho huynh chắc. Hay là muội đi tìm ông nội muội nhé. Lăng Dật Nhiên vừa cười vừa nói, toàn thân Đằng Thiên Sơn run rẩy, nếu như thực sự đi tìm sư thúc để nói chuyện thì chết chắc. Lúc này ông ta chỉ có thể câm họng, không biết phải nói gì. Chuyện này còn phải truy cứu trách nhiệm của chấp pháp đường, mấy người không phân rõ trắng đen mà đánh người, còn ỷ đông hiếp yếu, mấy người bị thương là đáng, đúng là đồ không biết xấu hổ. Bây giờ tôi làm chứng cho Tần Lâm, ông nội tôi cũng có thể làm chứng, sau khi trở về Tần Lâm bị mấy người dùng mọi cách gây khó dễ, xem ra tôi phải đi tìm sư phụ trưởng môn để cáo trạng thôi, ai tán thành, ai phản đối. Lời của Lăng Dật Nhiên khiến không ai dám đáp trả, bây giờ Tần Lâm đã nắm đằng chuôi, bọn họ không đánh lại anh, lúc này anh còn có lý, giờ mà can thiệp chỉ có chết. Tôn Dương Kỳ và Trương Quốc Phong nhìn nhau, lòng lạnh giá, lần này mất công ăn đánh rồi. Lâm Trung Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, cười thầm, không ngờ tiểu sư thúc lại cứu Tần sư đệ, may quá. Cửu sư huynh, chuyện này, huynh thấy thế nào? Lăng Dật Nhiên nhìn Đằng Thiên Sơn. Sắc mặt ông ta tái xanh, ông ta còn có thể làm gì nữa? Nếu tiểu sư muội đã làm chứng cho Tần Lâm thì chuyện này coi như xong. Vậy còn không mau cút, ngớ người cái gì? Lăng Dật Nhiên nhìn đám Tôn Dương Kỳ mà quát. Đa tạ tiểu sư thúc. Tần Lâm nhún vai cười nói, mặt mày ung dung, chẳng sợ sệt gì tiểu sư thúc. Lưỡi không xương, nếu tôi không tới chắc anh về với đất mẹ rồi nhỉ? Vết thương thế nào, để tôi xem cho. Lăng Dật Nhiên quan tâm hỏi han khiến Tần Lâm sợ hết hồn, tự nhiên được cô quan tâm, anh không biết làm thế nào. Vẫn ổn, không tổn thương xương cốt, tí là khỏe, có điều anh đấu với nhiều người như thế, không muốn sống nữa à, lần sau đừng có liều mạng như vậy nữa. Tần Lâm hỏi, ừ, tôi biết rồi, mà cô đến đây làm gì, trong sư môn có ai bị thương hở? Lăng Dật Nhiên lạnh lùng đáp, trước thì không có nhưng giờ anh đánh nhiều người bị thương thế thì có rồi. Tôi cũng đâu có cố ý, bọn họ bắt nạt tôi mà. Lần này tôi không đi nữa, ông nội bảo tôi phải so tài với đám vãn bối, anh chắc sẽ dạy cho tôi được nhiều thứ, nên tôi sẽ đào hang cạnh anh, hai ta làm hàng xóm, có gì không hiểu, tôi hỏi anh, không vấn đề chứ. Tôi có lựa chọn không? Không có. Non xanh nước biếc, đêm tối gió thổi. Trong động phủ của Diệp Toàn Cơ có hơn 10 người, ai cũng là cao thủ không tầm thường. Đều là kẻ ác dưới trướng ông ta, ai cũng rất có thiên phú. Mấy tên này cực kỳ nghiêm túc, mặt mày âm trầm, bởi vì sắc mặt của ông ta lúc này vô cùng lạnh nên không ai dám nói bừa. Đằng Thiên Sơn đứng trước mặt Diệp Toàn Cơ, khó xử vô cùng, rõ ràng chuyện lần này làm nhị sư huynh rất tức giận. Xin lỗi nhị sư huynh, chuyện lần này là do đệ. Tàng Thiên Sơn lên tiếng, ánh mắt lạnh tựa băng. Con đã đột phá bát mạch một thời, giao cho con ta cũng yên tâm. Diệp Toàn Cơ trầm giọng nói, người của ông ta liên tiếp thua trong tay Tần Lâm, đúng là khó coi, lần này ông ta nhất định phải xử lý được Tần Lâm, dù không giết được anh cũng phải đuổi anh ra khỏi Côn Luân. Nhưng trước khi đuổi ra thì phải phế bỏ toàn bộ công phu của anh, biến anh thành phế nhân. Như vậy so với giết chết Tần Lâm thì đã hơn nhiều, cho dù là anh hay Tần Chỉ cũng không chịu nổi. Sư phụ yên tâm, muốn giết Tần Lâm không khó, người chỉ đứng xem là được. Con sẽ trả mối thù này cho các sư đệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.